Thì thông thường quý vị gặp nhau, quý vị thường hay khen nhau, nói chà lúc này chị phát tướng quá. Mà mấy cô mà nghe phát tướng thì mấy cô hơi rầu, phải không? Còn mấy ông mà nghe phát tướng thì hơi vui. Nhưng mà lại cộng thêm câu nữa, phát tướng mà không phát tài. Thường hay nói vậy. Tức là khi mình gặp nhau, mình hay chào hỏi nhau và khen cho nhau. Và khi mà nói là phát tướng thì thường thường là có cái ý khen là tướng lúc này nó đẹp ra. Vậy chẳng hay đại chúng gặp em bữa nay có thấy em phát tướng không? Thường thường mình gặp nhau mình nói trời lúc này phát tướng quá, phải không? Phát tướng là ý mình muốn nói khen lúc này mập mạp. Có trắng trẻo không thì không biết. Tức là cái gì mà nói lên cái tướng đẹp của một người, khi mà chúng ta gặp thì chúng ta thường khen nhau là phát tướng. Và khi mà nghĩ người nào mà cái tướng nó không có đẹp, hôm nay do bệnh hoạn gì thì dĩ nhiên gặp nhau thì không nói là phát tướng. Gặp nhau hỏi cha lúc này chị sao thấy có vẻ hơi ốm ốm hay là hơi xanh xao gì đó. Nhưng mà hễ mà gặp nhau mà khen lúc này phát tướng thì có cái ý là khen tướng tốt, tướng đẹp. Người xưa có câu hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng có nghĩa là có khi cái người đó tướng xấu, tướng không được đẹp, nhưng mà nhờ có cái lòng tốt, hiểu không? Tức là hữu tâm là có lòng, vô tướng. Nhưng đừng lo, cái tướng đó nó sẽ đẹp nhờ cái tâm lành mình. Cho nên gọi là hữu tướng vô, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Nhưng mà ngược lại có những người hữu tướng nhưng mà vô tâm. Cái là có tướng đẹp mà lòng không tốt thì từ từ cái tướng đẹp nó cũng giảm theo do cái tâm xấu đó của mình. Cho nên gọi là hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng đẹp đó nó sẽ từ cái tâm mà nó mất đi. Như vậy thì rốt cuộc tướng đẹp của mình do đâu phát? Do cái tâm mà nó phát. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có cái tướng không có tướng đẹp, và hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Vì cái tâm nó xấu thì cái tướng nó sẽ từ từ nó sẽ xấu theo cái tâm. Khi mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta khen phát tướng thì thường thường là do mình ở đây mình ăn uống đầy đủ, bơ sữa đầy đủ thì nó phát tướng chứ gì đâu. Và thậm chí bây giờ mà phát quá còn sợ phải kiếm thuốc uống cho nó giảm bớt. Vì vậy thì khi người ta khen mình phát tướng theo gặp nhau đó, chỉ là tướng gì? Chỉ là khen cái tướng ngoại tướng thôi, chứ không phải là khen từ cái tướng mà do tâm sanh. Còn ở trong Phật Pháp á, gặp nhau mà người đó mà bây giờ tướng đẹp thì người ta gọi là sao? Tướng hảo. Mà phát cái tướng theo đạo Phật á, là phát cái tướng từ tâm. Bữa nay mình nói cái tướng đó. Trong Phật á, chư tổ có dạy 5 cách phát tướng. Và chúng ta gọi là gì? Ngũ chủng thiện căn phát tướng. Thứ nhất, tức đạo thiện căn phát tướng. Tức đạo là sao? Bây giờ mình muốn cái tâm mình, cái tướng mình nó đẹp á, thì đây là 5 cách để chúng ta có thể ứng dụng làm sao cái tướng mình nó xanh đẹp. Thứ nhất là mình tu thiền. Tu thiền đơn giản lắm, không có gì đặc biệt đâu, đừng có lo. Bây giờ mỗi tối á, quý vị nào thích cái pháp này thì kiếm góc nào ngồi cho nó yên. Ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Rồi mình giữ lưng cho thẳng, hai vai mình buông thả lỏng ra, đừng có gồng. Rồi nét mặt của mình á, thì cười mỉm nhẹ. Rồi tâm của mình á, bây giờ quán tới hơi thở của mình. Hơi thở vào, biết vào.
hơi thở ra biết ra. Tức là gì? Là hơi thở của mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền đó, nó có ba cách điều chỉnh. Thứ nhất là mình điều thân, tức là ngồi chỉnh tướng làm sao cho nó đàng hoàng, ngồi cho nó vững chãi. Bây giờ mình muốn ngồi cho nó khỏe đó, cái việc đầu tiên là mình tắm rửa sạch sẽ để nó tỉnh táo con người. Còn lỡ không nữa thì rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch, mặc quần áo cho nó lỏng, nó thoải mái, đừng có mặc những cái gì nó gò bó thì khó ngồi. Rồi cái thứ hai á, mình chỉnh cái thân mình, thì cái đó người ta kêu là điều thân. Người nào tu thiền thì qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là điều thân, tức là chỉnh cái thân. Rồi cái thứ hai là sao? Điều tức. Điều tức tức là điều chỉnh hơi thở của mình. Khi vào, khi ra mình chỉnh, tức là mình vào ra theo cái hơi thở mà không có rén, để hơi thở mình nó tự vào, biết vào, nó ra mình biết ra, nó ngắn, nó dài biết hết. Đó là điều tức. Nhưng mà khi mình đang quán hơi thở thời gì đó thì cái thứ khác nó nhảy vô. Nó nói, ủa hồi nãy đi chợ sao quên mua chanh. Hiểu ý không? Thì cái tâm mình bị gì? Cái tâm mình nó làm sao? Nó lăng xăng lắm. Cái tâm mình nó lộn nó. Mà cái người mà lăng xăng á thì nó biểu lộ cái tướng lăng xăng. Cho nên người lăng xăng, cái ta nhìn cái tư cách mình, ta nói thôi thôi không được, cái người này không thể giao việc lớn được. Bởi vì cái người lăng xăng vậy sao dám giao việc lớn, đụng đâu sau đó. Cho nên bây giờ muốn cái tướng mình nó đoan nghiêm, nó đẹp á, thì một là mình ngồi mình quán hơi thở. Mỗi ngày đi làm về, tắm rửa ăn uống xong, tối trước khi đi ngủ để ra 5-10 phút quán hơi thở. Điều tức. Rồi khi mà mình niệm hơi thở như vậy rồi á, thì thỉnh thoảng có cái khác nó xen vào. Mà thông thường á là mình chạy liền. Thông thường là mình chạy theo nó liền. Bây giờ mình không có chạy theo nó. Nó vừa nhảy vô cái mình nói tôi đang thở. Cái mình trở lại hơi thở của mình. Quý vị để ý coi, cái tâm của mình á, nó lăng xăng lắm. Mà mình không ngồi yên là mình không biết nó lăng xăng đâu. Tại vì thường ngày mình chạy theo nó, cho nên mình không có biết là mình lăng xăng. Đến khi nào mình ngồi yên chỗ thì mình mới thấy trời ơi, nó quá chừng là lăng xăng. Hết chanh tới ớt, hết ớt tới đường, đủ thứ hết. Chẳng hạn như bây giờ mình đi chợ đó, mình nói tấp vô cho mẹ mua trái chanh, mẹ ra liền con. Ít khi nào vô mua trái chanh ra liền lắm. Đa số nó thêm vài món phụ tùng nữa, phải không? Bởi vậy cho nên ở ngoài đời nó hay ngoắt lắm. Mấy cái hiệu mà đỏ đỏ on sale đó, phải không? Nó ngoắt mình dữ lắm. Cho nên là miệng nói window shop chứ là hand shop cũng nhiều lắm. Cà thẻ, vân vân. Cho nên á, mình chỉnh cái tâm, chỉnh cái tướng mình bằng cách là mình quán hơi thở. Và đặc biệt á, khi mà người nào có niệm hơi thở một thời gian á, thì khi mình quán hơi thở như vậy á, nó làm cho những cái lỗ chân lông mình á, nó thông. Nó thông và bắt đầu nó làm cho con người mình nó tươi nhuận trở lại. Người nào mà đi làm mệt mỏi coi, thấy người nó làm sao? Nó uể oải lắm. Nhưng mà sau 5-10 phút ngồi nhắm mắt hơi thở một hồi, tự nhiên cái tướng mình nó tươi nhuận trở lại. Có phải không? Mình giống như cái cây héo vậy đó. Cả ngày, cả tháng, cả tuần không có nước đó, nhưng mà đem ngâm nó vô nước một hồi thì lá nó đứng trở lại, hoa nó trỗi dậy. Thì cũng như vậy. Một ngày mình không tu, một tuần mình không tu, một tháng mình không tu, cả năm, cả đời mình không tu thì nhìn cái tướng mình nó héo lắm. Cho nên mình muốn cái tướng mình nó tươi nhuận, nhìn sẽ thấy lúc này tươi tốt. Có nhiều khi người ta đùa, ta nói làm gì bữa nay không có mùa xuân vậy, phải không? Thành tử ra cái đầu tiên là tức đạo thiện căn phát tướng, là bắt đầu mình quán hơi thở. Quý vị đừng có nghĩ cái đó là cái tu, đó ngồi để tu để thành Phật gì. Nhưng mà mình định cái tâm mình theo cái hơi thở, bởi vì cái tâm mình nó lăng xăng, cho nên mình cần mượn hơi thở để làm cái mối cho cái tâm mình nó trụ vào trong đó. Thì khi cái tâm mình nó kẹ, nó bị dính vào trong hơi thở, nó không nghĩ khác, thì cái tâm mình nó bớt lăng xăng. Cho nên á, chư tổ á, hay là Phật á, quý vị hỏi ngồi thiền ngồi làm gì đó, đầu tiên là ngồi lo hơi thở trước. Bởi vì hơi thở nó quan trọng.
Thở vô mà không thở ra thì nó chết rồi. Cho nên á, đời người không có bao lâu hết á, phải không? Người ta nói đời người trăm năm, chứ thật sự không có ai trăm năm. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa dù ở nước Lào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Phải không? Ở xa như tận Canada thì ai ai cũng phải thở ra hít vào. Cho nên cái chuyện mà thở vào thở ra là cái chuyện bắt buộc phải có. Mà mình không nắm được hơi thở mình rồi thì không làm được gì hết. Cho người nào bệnh tật gì đó, muốn cho mình đỡ đi cái phần bệnh tật cũng do cái ngồi hơi thở một phần. Cho nên tập thở. Thí dụ bây giờ ai mà bị khó ngủ nè, tối nằm thả lỏng tay chân ra hết, đừng có gồng, đừng có gò bó gì hết, phải không? À, buông hết từ thân mình cho đến chân, buông ra. Và mình nghĩ thân của mình bây giờ nó đang thảnh thơi ở trên cái mặt nước vậy đó. Rồi bây giờ mình để tâm tới hơi thở mình thôi. Có nhiều khi người ta chỉ mình cái cách để tới ý tới cái bụng nha. Phình xẹp, phình xẹp, 5-10 phút mình ngủ mất tiêu. Cho nên không có mất ngủ, không có mất ngủ, tại lo nhiều nó mất ngủ. Thì bây giờ học kệ đi, thấy không? À, mình học cái bài kệ nè: vào phòng nằm hết âu lo. Ở chùa thì ta đọc lại, ta nói vào thiền đường. Bây giờ mình ở trong phòng của mình nói vào phòng nằm hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho, kệ đi ngủ. Giờ mình ngồi mình để cái âm hơi thở mình hồi, mình sẹt nó ngủ mất tiêu. Cái thứ nhất gọi là tức đạo thiện căn phát tướng, tức là mình dẫn cái hơi thở mình cho nó thông suốt. Và quý vị ngồi đó, quý vị nhớ là ngồi lưng thẳng, nhưng mà đừng có ráng gồng, vừa lưng thẳng thôi. Để làm chi biết không? Khi mình cái lưng mình nó thẳng á, thì cái hơi thở mình nó thông. Khi mình ngồi cúp lưng vậy nè, là nó cong cái bụng, hơi thở nó bế. Thở hồi cái thở bằng miệng không à, phải không? Giữ cái lưng thẳng. Rồi bây giờ mình để cái mũi của mình nó ra va ra vào, mình thở bình thường. Còn thí dụ như hôm nào mình thường thường á, tâm mình nó chạy lắm, cho mình tiếng 2-3 chữ gì mình giúp cho nó. Thí dụ ha: thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi bình an, khỏe quá, nhẹ nhàng. Tiếm những cái chữ, những cái câu nào mà nó rất là thánh thiện, nó rất là lạc. Người Mỹ họ kêu possible words, không có nghĩ tới negative. Mình thở along with positive. Life full of negatives but full of positive also. So why don't you focus positive in order to make yourself look fresher? Cái computer mà xài một hồi nó stuck là phải refresh. Con người mình cũng vậy, phải refresh. Cho nên mình cái cách refresh của mình là thở để cho cái tướng mình nó nhẹ, nó khỏe ra. Nè quý vị để ý coi, người nào mà có tu thiền thở thời gian, cái nhìn cái tướng của người đó nó tươi nhuận. Cho nên tại sao hình ảnh của Đức Phật lúc nào nhìn cũng tươi đẹp là tại vì Đức Phật ngồi, Đức Phật thở. Còn mình bây giờ toàn là nghẹt thở thôi. Tôi gặp anh sao tôi ngợp thở, tôi gặp chị sao tôi mệt quá, tối ngày cứ nói mấy cái câu negative không à. Bởi cho nên mình không có positive bao nhiêu hết trơn. Rồi bây giờ cái thứ nhất hiểu ý không? Giờ muốn cho cái tướng mình đẹp thì phải làm sao? Tức đạo thiện căn phát tướng. Rồi bây giờ cái thứ hai nè: bất tịnh quán thiện căn phát tướng. Đây cũng là thiền quán nữa nha. Bất tịnh là sao? Có hai cách. Đối với người đa dục, tức là về sinh lý mạnh, thì mình phải quán bất tịnh. Để làm gì? Để nó giảm cái đó và làm cho con người mình đỡ bệnh tật. Nhưng mà ở đây cái bất tịnh Pháp Hòa muốn nói cho nó phổ thông, cho nó rộng, là thấy tất cả các cái pháp, sự vật, sự việc, hiện tượng, sự vật trong nhà Phật còn gọi là tất cả các pháp. Chữ pháp đó, quý vị phải hiểu hai ý. Khi người ta nói Phật pháp thì lúc đó mình hiểu là lời dạy của Phật.
Nhưng mà khi người ta nói tất cả các pháp không sanh không diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm vậy đó, thì người ta dùng cái chữ các pháp đó, thì phải hiểu rằng đó là hiện tượng sự vật trong thế gian này. Nhà cửa xe hơi, nhà lầu, con người, sự vật, tất cả cái gì mà hiện tượng sự vật đều là các pháp hết. Gây gỗ là ảnh pháp, hòa giải là ảnh pháp, cái bàn là pháp, hiện tượng sự vật là pháp. Cho nên quý vị nghe quý thầy nói, mình nắm được những cái danh từ chuyên môn trong Phật học, tất cả các pháp đều là bất tịnh. Vậy thì bây giờ các pháp này là gì? Là hiện tượng sự vật. Không có cái gì nó tồn tại hết, mà chính nó không tồn tại như vậy. Cho nên chúng ta bớt cái gì? Bớt cái tranh giành, bớt cái hơn thua, bớt cái ganh tị. Mà người nào bớt mấy cái đó thì cái diện mạo nó làm sao? Nó cũng bớt hung hăng. Sở dĩ mà mình còn hơn thua, quý vị thấy coi người nào muốn hơn thua nó biểu lộ không? Biểu lộ tướng hơn thua. Người nào mà giận dữ thì biểu lộ tướng giận dữ. Cho nên người nào ganh, mình nhìn mình biết người đó ganh. À, người nào như thế nào nó biểu lộ ra cái tướng hết á. Cho nên cái tâm á, mà mình bớt, mình thấy tất cả sự vật không có cái gì nó tồn. Ví dụ vậy nè, mình đi chợ, cái mình mới vừa cầm lên định đưa tay mình bốc cái bó rau đó lên mình mua, thì có người khác nhanh tay hơn mình, họ lấy, họ bỏ một giỏ họ, cái mình thấy cái bà lẳng nhách, ví dụ vậy đó. Thì mình biểu lộ liền cái tướng bực dọc của mình liền. Cái mình về mình nói, mình lấy bó rau ra mình bực lắm. Bực ở trong tiệm xong rồi mình bưng nguyên cái bực đó về nhà đó nha. Lặt ra mà nhằn rồi nha. Coi đó, tôi thấy cái bó rau kia rồi, vừa nói mà vừa lặt. Mà cái bà đó thiệt tình. Mà rốt cuộc rồi á, bực cái bà đó ở tiệm xong rồi bực luôn bả, mà bực xong rồi bức rau. Vừa bực vừa bức. Cho nên rồi cái tướng của mình nó cũng sanh cái tướng làm sao. Ngay cái giây phút mình bực cái bà là mình thấy bà ăn cái rồi, phải không? Rồi khi nhắc ta là mình nghiến răng cái nữa. Cho nên cái tướng mình nó làm sao? Nó không có đẹp, phải không? Cái tướng mình nó từ cái tâm sanh. Cho nên á, rồi thưa đại chúng á, cái gì cũng vậy. Cái nghiệp là do mình tập. Bình thường không có như vậy, mà liếc hoài cái nó thành thói quen. Đụng ai cũng liếc hết, phải không? Nó thành cái thói quen. Cho nên chữ nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp là cái gì mình làm hoài nó thành một thói quen thì gọi là nghiệp chứ gì đâu. Nhưng mà nếu mà cứ đụng ai cái A Di Đà Phật, cái đó cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt, phải không? Còn đụng ai mình cũng hấy nguýt, mình cũng xỉ xỏ, thì nó thành ra cái nghiệp mà nghiệp xấu. Cho nên nghiệp nó hai loại: nghiệp trắng, nghiệp đen. Nói theo Phật học chuyên môn là bạch nghiệp, hắc nghiệp. Cho nên người thân nhân mình mất, mình mới để khăn tang trắng đó. Để khăn tang màu trắng là cầu chúc cho người thân của mình sạch nghiệp, không có để khăn tang đen. Mình để khăn tang trắng là cầu cho người thân của mình sạch nghiệp. Còn mình mà để đen là mình bắt chước Âu Mỹ đó. Người Á Đông là để khăn tang trắng cầu chúc cho người thân sạch nghiệp. Cho nên tại sao mình ở trên bằng Phật, có nhiều khi mình ở Việt Nam mình hoa huệ, nhớ quý vị nhớ huệ không? Màu trắng. Khi mà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà quấn một cành hoa huệ đi vào trong hông của hoàng hậu, cũng tượng trưng cho rằng một người muốn làm việc lớn, muốn thành tựu nghiệp lớn phải sạch nghiệp. Cho nên voi trắng, huệ trắng. Con voi là tượng trưng cho sức mạnh, nghị lực. Màu trắng là tượng trưng cho hết nghiệp. Muốn mình vững chãi trên đường tu cũng như đường đời thì mình phải làm sao? Vững chãi và hết nghiệp. Cho nên mình ba cái nghiệp lặt vặt mà không có đáng, đừng có tập. Tập rồi nó thành rồi một cái thói quen thì nó uổng mình đi. Cho nên người ta mới nói, thấy không? Mình tập riết cái gì? Sân si nó hư đời. Bây giờ mình tập, thôi bây giờ người có ăn thì mình khỏi ăn. Hay là mình nghĩ một chút, thôi giờ chị đó chỉ mua rồi thì bây giờ mình mua cái bó này, mình lặt ra ăn cũng được. Thật sự ra mình nói vậy cái người ta nghĩ mình dại, phải không? Dại bây giờ nhưng mà sung sướng về sau, tội gì không dại. Dại chi con khôn, chi con bó rau. Khôn cái khác nó hay hơn. Thông mình lanh lợi cái khác nó hay hơn.
Cho nên hơn thua một bó rau không có đáng nói ra người ta cười. Nó trời tôi nhanh tay nó không thôi tôi bị cái bà kia hốt rồi. Có ai khen không? Nói trời ơi chị hay quá, bữa nào tôi nhờ chị đi giật giùm tôi. Đâu có ai nói vậy. Đâu có ai nói vậy đâu. Phải không? Nhưng mình nhường ta cái ta thấy cái đạo hạnh của mình. Mình nhường được người ta, ta thấy cái đạo hạnh của mình. Dù người ta không nói ra nhưng mà ta thấy cái đạo hạnh đó. Rồi quý vị để ý nè, khi mình lái xe cũng vậy. Mình nhường ta một chút. Nếu mình đi chậm mình tấp qua một bên. Rồi lỡ người ta có nhanh hơn mình, mình nhường ta một chút có sao đâu. Rồi giờ đi xếp hàng cũng vậy, thấy người ta cái mình nhanh chân hơn để mình đi trước, mà trước có người à, cũng dành. Thật sự cái đó không có tội lỗi, không có tội lỗi gì hết. Nhưng từ đó mình mới thấy được cái tâm của mình, phải không? Thấy cái tâm mình đó, nó còn dở lắm, nó còn tu nhiều lắm. Có nhiều khi á, cái người đó mua có ba thằng bạc cũng móc thẻ lại dưới này mình lầm bầm rồi đó. Coi cái bà đó kìa, thấy chớn không? Ớn không? À, có ba thằng bạc rồi. Có nhiều người móc tiền cắt á, đếm từng cắt á, là dưới này mình bắt đầu rồi đó. Người ta móc tiền người ta trả, phải không? Nhưng mà thật sự những cái đó nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta thấy, tu là phải thấy mình đó. Rồi từ đó mình mới quán là cái tướng của mình. Có nhiều khi mình không thấy tướng mình mà người ta thấy. Cái tướng mình á, nó như vậy đó người ta thấy. Cho nên quý vị để ý nha, hai cái chị đó mà không ưa nhau mà vô bếp là mình thấy à. Rồi cái thứ người thứ ba mà hiểu ý bắt đầu phải đi vào. Bị chi biết không? Để làm sứ giả hòa bình. Không thôi một lát lửa, một lát xăng cháy chùa. Phải không? Thành thử cái tướng mình sao nó phát cho người ta thấy. Cho bây giờ mình chỉnh cái tướng mình coi vậy đó. Phật mà không có tướng đẹp mình có muốn tu theo Phật không? Đâu có. Phật phải tướng đẹp mình mới tu theo Phật. Mặc dù mình biết tướng chỉ là ngoại, tâm mới quan trọng. Nhưng mà hồi nãy mình nói là sao? Tướng từ đâu sanh? Từ tâm sanh. Thì bây giờ cái tâm mình nó đẹp, nó lành là tự nhiên cái tướng mình nó lành theo. Cho nên mỗi lần mình gặp Phật cái mình chắp tay mình làm sao? Khen Phật. Cho nên mình kêu là tán dương. Thế nào là tán và thế nào là dương? Nó gặp Phật cái tán dương. Này, tán là gì nè? Tán là ca ngợi cái mỹ danh của người đó, kêu tán. Dương là biểu lộ công hạnh của người ta, cho nên gọi dương. Pháp Hòa nói ví dụ, mình nói tôi xin giới thiệu đây là anh Nguyễn Văn Xoài. Đó, đó là tán đó. Anh trồng xoài rất ngọt. Thì cái công việc của anh đó, phải không? Trồng xoài rất ngọt và khi thu hoạch xong anh bán lấy tiền và anh làm việc bố thí. Đó, mình tán người ta. Tán là mình ca ngợi cái danh của người đó. Nhưng mà sau đó mình cũng biểu dương cái công hạnh của người ta, gọi là tán dương. Cho nên á, thường thường ai làm gì tốt mình nói hôm nay chúng tôi mời anh lên đây để xin được tán dương anh. À, thì thế nào là tán, thế nào là dương? Tán là ca ngợi cái tên tuổi người đó, dương là cái việc làm của người đó. Cho nên mình mới gặp Phật mình nói là sao? Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Khen trí Phật, thân Phật, bây giờ khen việc làm của Phật. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Khen Phật vậy đó. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Mình dịch là thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Cho nên mình đứng trước Phật là mình tán dương. Giờ nãy trước khi mà quý Pháp Hòa lại xuống và đứng và nhớ bốn câu: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Nếu nhìn thấy tướng Phật, con cầu cho chúng sanh nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh thành tựu được trí Phật, thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp.
thấy được cái pháp vô tướng. Vì vậy cho nên á, mặc dù đạo Phật không dính vào hình tướng, nhưng mà lý do nào mình có tướng? Bởi vì cái nhân nó đúng thì cái quả nó đúng thôi. Do nhân tâm, do cái nhân là cái tâm mình nó lành, cho nên cái quả là cái tướng mình nó đẹp. Dù mình không muốn, nhưng mà đã từ cái thiện căn này nó sanh thì tướng nó nhất định nó phải đẹp. Cho nên chư tổ dùng cái từ gì? Ngũ chủng thiện căn phát tướng. Ngũ chủng là năm loại căn lành để phát ra sanh tướng đẹp. Cái gốc mình nó lành thì tự nhiên cái tâm mình nó đẹp thôi. Cho nên cái gốc mà nó khỏe đó thì nó cho ra lá tươi, cây hoa đẹp. Cho nên mình quán bất tịnh để làm cái gì? Quán bất tịnh để thấy rằng các pháp là vô thường, không có tồn tại, thôi nhường được người ta chút cũng vui một chút. Đâu phải mình sống nhờ bó rau ngon đó đâu, bữa khác có rau ngon hơn. Mình ăn nhiều bó rau ngon rồi, thôi hôm nay nhường ta chút, nó không có lỗi. Rồi bây giờ á, gây gỗ cũng muốn hơn người ta ăn câu, hơn cũng vậy thôi. Cho nên ngày xưa có một cái ông đó, ổng xin với vua đó, là cho ổng một miếng đất ổng chôn. Rồi vua mới nói bây giờ trẫm, đất của trẫm đây, cả đất nước này khanh muốn bao nhiêu. Ổng mới nói bẩm hoàng thượng, để cho thần cởi ngựa thần xin, thể ngựa phóng tới đâu thần xin tới đó. Cái ổng phóng hoài, phóng quỷ thì một cứ đất thì nó rộng, phóng riết cái con ngựa nó mệt, cái nó quỵ nó chết, cái ổng cũng mệt chết luôn, cũng chôn con chỗ đó. Ý ổng là ổng xin được hết cái đất này, đi phóng càng xa xin được càng nhiều. Nhưng mà xin thưa, càng cao danh vọng thì cũng càng dày gian nan, mà chôn thì cũng nhiêu đó thôi. Mặc dù nói đất chôn cái ông đó đó, nhưng mà lợi cũng lõm đó thôi à. Thấy không? Thành thử ra mình có dành hết, mình cũng nhiêu đó thôi. Bây giờ dành cả 10 cái dạ gạo đem về thì ăn cũng chén hai chén là no bụng, chứ có ăn hết 10 dạ đó không lượt đâu. Nhưng mà thể mà mình càng tranh thì cái diện mạo mình nó hiện lên cái tâm tranh, cái tâm giành, cái sự ganh tị của mình. Cho nên á, ở đây á, trong chư tổ thì dạy là bất tịnh, tức là để quán thân này nhơ nhớp nè. Thấy không? Hồi xưa các vị mà người ta tu thiền, mà người ta muốn chứng được cái chỗ gọi là ly huyễn đó, người ta đi vô trong rừng, người ta kiếm cái xác chết, ta ngồi đó ta quán. Xác chết 3 ngày nó sình ra làm sao? Xác chết 1 tháng nó sình làm sao? Rồi quán mắt, quán thân, quán miệng, quán đủ kia, người ta kêu là cửu tưởng quán. Cửu tức là chính, chính cách, chính cái phép quán tưởng một thân thể người chết. Từ lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng. Con người mình mẹ trên mặt không là mấy lỗ rồi đó. Cho nên ta kêu là gì? Chính lỗ bài tiết, bài toàn chất dơ. Trong con người chúng ta có 36 vật toàn vật bất tịnh. Trong 36 vật đó có 9 thứ không sạch. 9 chỗ tiết ra, 9 cái lỗ tiết phát ra không sạch. Cho nên bây giờ á, mình quán bất tịnh là quán rộng ra nữa, không phải quán con người không, mà quán sơn hà đại địa, sự vật mọi thứ, không có cái gì nó tồn tại. Thôi bây giờ á, nhường được một bữa tốt, nhịn được một câu tốt. Cho nên thấy không, nói là dạy mà nín là khôn. Tại sao nín khôn? Tại vì trong khi nói mà nói bằng cái tâm bực tức á, thì thế nào lời lẽ nó cũng bực tức. Mà lời nói ra rồi rút lại đâu có được. Cho dù xin lỗi người ta tha lỗi rồi, nhưng mà câu nói đó vẫn hằn trong trái tim của người khác, không có tha được. Cho nên quan trọng. Cho hồi xưa quý vị nào mà đi thăm bệnh đó, nó có cái bài kệ thăm bệnh. Khi thăm người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, lìa sự tranh chấp. Con người mình đã thấy thân thiệt cho nên tranh giành, thấy nhà thiệt cho nên cả ngày mình sống với năng với sở. Mình là năng nè. Năng là gì? Có khả năng như vậy đó, gọi là năng. Rồi bây giờ cái kia là sở nha. Thí dụ Pháp Hoàng thấy con xin quy y, mình là người quy y,
Tam bảo là cái mình quy y, cho nên tam bảo là sở quy, mình là năng quy. Cái lỗ tai mình là năng nghe, tiếng chuông là sở nghe. Quý vị thấy không? Cho nên tôi có cái năng yêu, người kia là người được yêu. Đó, người được yêu thì phải làm sao? Muốn người đó của mình, cho nên sở hữu. Ngã sở, cái của tôi. Cho nên mình hay nói sở hữu này của tôi, cái này là thuộc của tôi. Cho mình chính vì cái của tôi, cho nên thì cái gì mình cũng muốn hết. Vậy thì cái thứ nhì á, mình quán bất tịnh để làm gì? Để bớt cái tranh giành. Mà bớt cái tranh giành thì thân tướng mình nó làm sao? Nó cũng dịu dàng ra. Bởi vì cái người tranh giành là biểu lộ cái tướng tranh giành. Bây giờ Pháp Hòa nói cái người mà người ta làm hay hơn mình, mà cái người nào ganh đó, nó có biểu lộ cái tướng ganh không? Biểu lộ, mình nhìn mình biết. Thậm chí nó còn phát ra lời nói: chồng làm vậy mà cũng khen, bữa nào tôi làm cho chị coi. Tại tôi muốn làm thôi đó. Tôi phải biểu lộ cái gì đó, phải không? Cho nên có nhiều người nói: tại sao mà quý thầy cứ nói chuyện ở trong đời? Vậy chứ đạo Phật cho ai? Đạo Phật cho con người. Mà con người tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sáu cái phiền não căn bản, thì đạo Phật nói nhiêu đó để nhằm chữa cái bệnh của chúng sanh. Chứ đạo Phật đâu phải nói chuyện trên trời. Đức Phật ra đời nhằm cho đưa con người thì phải nói chuyện của con người. Bây giờ Phật thuyết kinh cũng để cho con người nghe, con người nhận biết. Nhưng mà xã hội nào thì mình dùng ngôn từ của xã hội đó để mình nói, cho người ta dễ hiểu. Ở Việt Nam bây giờ nhiều danh từ dễ hiểu lắm. Mấy đứa nhỏ giờ nó nói nhiều cái từ mà nghe. Thì bây giờ hai thứ rồi phải không? Thứ nhất là gì? Tức đạo thiện căn phát tướng. Cái thứ nhì là gì? Bất tịnh quán thiện căn phát tướng. Quán bất tịnh để bớt đi cái sự sân hận ganh tức hơn thua của mình. Từ đó cái tâm mình nó lành, nó thiện, nó phát cái tướng đẹp. Rồi cái thứ ba là gì? Từ tâm thiện căn phát tướng. Từ tâm là sao? Lòng từ bi của mình. Thấy ai mình cũng thương, không có ai là mình ghét. Tại sao? Vì cái người mà hành động thấy ghét á, cũng tội lắm. Họ không biết làm cho họ được dễ thương. Mình phải thương người đó. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta có 5 cách để diệt trừ cái sự tức giận của mình. Người nào lời nói không dễ thương, hành động dễ thương, mình nên thương hành động, đừng quan tâm lời nói. Người nào lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương thì hãy thương lời nói, đừng quan tâm hành động. Hai rồi phải không? Người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm còn một chút dễ thương thì hãy thương cái chút dễ thương đó. Rồi bây giờ cái thứ tư nè. Người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương thì phải thương hơn nữa. Tại người như thế thì người sống rất đau khổ. Trong lòng họ toàn là lửa, sân, giận, ganh tức. Họ không có nói một lời nào cho mình thương họ được. Mình nói vậy nè, có nhiều khi mình nói vậy nghe: trời ơi, tôi mà thương không được nó rồi ai thương nổi. Có không? Có nhiều khi mình nói vậy đúng không nè? À, như vậy chứng minh là mình có nhận, mình có từ bi chứ gì. Thôi ráng từ bi thêm chút nữa, thương. Bây giờ quý vị nghĩ từ bi khó làm phải không? Pháp Hòa nói dễ lắm, không có khó. Bây giờ mình từ bi chút chút trước. Vậy từ bi chút chút trước. Thí dụ như bây giờ đó. Thí dụ bây giờ cái người đó họ đến chùa. Họ đến chùa mà họ lỡ họ có ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút. Đừng có nói, để ý bà nghe nói nhiều lắm á. Đừng có nói cái đó. Mình, người ta đến với mình là mình phải vui. Không có sao đâu, chùa nghèo nhưng mà giàu lắm. Cái gì free là kêu đồ chùa.
Thật sự ra mình biết, mình thương chùa, mình tiếc của Tam Bảo, nhưng mà đôi khi cái người đó người ta nghe được á, ta thối cái tâm. Thì mình phải nhớ là cái tâm của người á, nó khó phục hơn là một món ăn. Bây giờ hết á, mình nấu món khác được, mà cái người kia tâm họ thối lui rồi là khó phục lại. Cho nên phải thương cái tâm của chúng sanh khi họ khởi tâm họ tu. Thật sự ra đó, từ bi á, không có cần phải nói đến cái chuyện là phổ độ chúng sanh gọi là rộng lớn gì đâu. Cứ việc lặt vặt trong chùa nè, thấy miếng rác lượm lên mà lượm đừng có nói. Ai coi đó, ăn ở gì mà chơi đấy, đúng không? Thấy, bây giờ nhờ ta ăn ở như vậy mình không có chuyện mình làm nè. Để nó phát triển từ bi. Thật sự ra Pháp Hòa nói như vậy không có phải là Pháp Hòa muốn nói cái chuyện gì negative cả, nhưng mà nó rất thật trong đời sống tu hành của mình. Bây giờ mình đã phát cái tâm rồi, mình đã phát cái tâm từ bi rồi, thì thôi bây giờ đó mình cứ làm đi, rồi nhiều khi á, cái hành động của mình người khác thấy người ta làm theo. Gặp hai chị bạn mà công kích nhau, đừng thêm một lời nào nữa hết, phải vuốt. Thôi chị, mình nhịn được chút cho chùa nó yên, đừng có nói một câu. Tôi nói với chị rồi mà chị không nghe tôi. Nói vậy thì không có lợi gì hết trơn á, mà một cái lời khác. Cho nên đó quý vị học Phật rồi đó nghe, Phật dạy mình hay lắm. Cái dạng như vậy Phật gọi là gì biết không? Cái đó người ta kêu là tăng thượng duyên. Cái người đó đó, họ cái duyên của họ đang giận tột bực, rồi mình còn tăng thượng cái giận đó nữa. Mình phải làm cho cái duyên đó nó giảm xuống, cái duyên giận nó giảm xuống. Cho nên tăng thượng duyên có đôi khi nó là thuận. Nếu mình nói theo cái chiều mà giận của người đó thì nó trở thành ra thuận. Nhưng mình nói ngược lại, chị ơi thôi kệ nó đi, nó nít mà, đừng có giận nó làm chi. Bớt cái đó cũng là bớt cái duyên đó. Còn mình nói mà để cho tán theo cái giận của người đó nguy hiểm lắm. Như vậy là mình thiếu từ bi. Thấy người đó giận phải nói lời như thế nào cho cái người đó giận. Có nhiều khi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ bị đòn, mỗi lần mà ba mà đánh mình rồi mẹ đi nghe, ừ không đánh mà mắng cho tôi. Trời ơi mình tức cành không. Cho nên mình cái điều thứ ba là từ tâm thiện căn. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc, cái rễ đó. Trong người chúng ta có cái căn, có cái rễ của lòng từ. Tại sao biết? Thấy người ta khổ mình khóc theo, thấy người ta nghèo đói kiếm tiền cho, nhưng mà khi giận lên rồi là không khe gì đó. Như vậy rõ ràng mình có căn từ bi, nhưng mà tại mình không phát triển. Chứ nếu mình không có, mình thấy người ta khổ mình dửng dưng à. Còn đằng này mình thấy người ta khổ mình biết khổ theo mà, mình biết khóc theo mà. Thậm chí mình còn nói tôi cầu nguyện cho chị, cho anh hết bệnh tật, hết khổ nạn, ví dụ vậy. Vì vậy chứng tỏ lòng từ bi mình có chứ phải không? Nhưng mà mình không có phát triển. Cho nên mình phải ráng làm sao cho cái căn lành đi lên. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa có cái căn. Cái căn của Pháp Hòa là mít ướt. Coi phim, nghe nhạc, cái gì mà cảm động một chút là ngồi khóc ngon lành. Hôm bữa trước khi bay qua đây là tối chủ nhật, tối thứ hai, sắp thứ hai bay. Cái bữa chủ nhật đi giảng, tối thứ bảy đi giảng ở một cái tỉnh bang khác. Giảng xong rồi thì người ta còn đang tổ chức tiệc chay đó, có Hòa xin về trước. Giảng xong rồi về trước, anh Phật tử anh mới mở cái tuồng kịch cái gì 32 năm gặp lại, kể cái câu chuyện là hai mẹ con vượt biên rồi sau bao nhiêu năm gặp nhau lại hồi nhầm lộn người đó, quan binh Hồng Đạo gì đó. Pháp Hòa khóc từ đầu cũng ban khóc cho tới hết. Pháp Hòa nói trời ơi, nói với canh Phật tử tự nhiên đi mở cùng ban cho tôi ngồi tôi khóc khe. Như vậy thì mình cũng có cái can. Cái can của mình là cái can mít ướt. Ai mà nói chuyện gì cảm động trước là mình khóc. Cho nên á, mình biết trong lòng mình có thiện căn lắm.
có căn lành lắm, nhưng mà tại mình chưa phát triển thôi. Bởi chính vì vậy mà mình phải đến với đạo Phật. Phật dạy mình từ bi quán nhân duyên rồi đó, hoặc là mình cũng kinh nhiều, cái từ bi của mình nó cũng sanh. Hôm trước có một em Phật tử, nó năm nay nó 8 tuổi rồi, nó ăn chay trường từ hồi nó 5 tuổi. Thế thì nó đi học, cái thì bạn nó hỏi tại sao mày không ăn thịt mà mày ăn rau. Quý vị biết nó trả lời sao? Mày biết không, mày cắt cổ cái con gà nó chết mày ăn á, cái đầu nó không mọc lại, nhưng mà cọng rau mày cắt mày ăn nó mọc lại, cho nên tao ăn rau. Đơn giản không? Nó nói thiệt là đơn giản mà mình nghĩ không ra đó. Cho nên á, cái đứa đó, đó là nó có từ tâm thiện căn. Nó có cái gì nữa? Nó có tức đạo thiện căn, tức là nó có chánh niệm về sự sống. Khi mà con người mình mà có chánh niệm rồi đó, lời nói mình nè, hành động mình đó, mình rõ ràng trước khi mình nói, không có nói lung tung cho người ta giận. Chỗ nào đáng nói chơi mới nói, chỗ nào không đáng nói chơi không nói. Nói chơi cũng tùy chỗ, chứ đâu phải chỗ nào cũng nói chơi được. Rồi nói chơi phải tùy người, chứ đâu phải người nào mình cũng nói chơi được, ta giận chết. Hoặc là nói chơi phải tùy hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đó không phải để cho mình nói giỡn. Và người này ta đang khổ, không mình không lấy cái câu chuyện đó mình giỡn người ta được, thí dụ vậy. Cho nên có chánh niệm, lúc nào nói, lúc nào nín. Cho nên ở trong kinh đó, Phật có dạy cái người tu đó, nó phát triển 7 cái biết, trong đó có 1 cái biết đó. Lúc nào đến, lúc nào đi. Mình đến đúng lúc cái người ta vui, mình đi về đúng giờ người ta thích. Tới mà ngồi hoài cái không biết làm sao. Có cái ông đó, ông tới nhà bạn, bạn mới mời ông ăn cơm mà không có chuẩn bị. Ông cũng thiệt tình, ông ngồi xuống ăn, mà ăn hoài xong thấy chủ mời chén nữa. Thế ông mới nói, trời ơi anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy cam nó nghe trái nào nó lớn như cái chén này nè. Ông đưa cái chén cơm không ra để chỉ cho người chủ biết là tôi hết cơm. Nhưng mà ông biết nói thì sao, ông nói nãy tới nhà anh ấy, tôi thấy cái trái cam đó, nó bự như cái chén này nè. Ông chủ nhà ông cũng lanh, ôi cái trái cam của anh mà ăn thua gì nhà ở làm sao, nhà tôi đó, trái cam nó bự bê lớn nè, ông đưa nguyên cái nồi cơm không ra. Mày nhạy lắm. Cho nên á, tức đạo thiện căn phát tướng, rồi gì nữa, bất tịnh quán thiện căn phát tướng, từ tâm thiện căn phát tướng. Mình ăn chay nó cũng một phần nó giúp cho cái tâm từ của mình, phải không? Rồi thí dụ như á, mình thấy những cảnh khổ của người ta, nó cũng giúp cho mình cái tâm của mình nó làm sao, nó lòng từ bi và mình bớt cái xa xí, cái chánh niệm á. Cho nên cái đầu tiên á, tức đạo á, khi mà mình nắm được cái hơi thở mình rồi là mình có chánh niệm lắm. Mà khi mà có chánh niệm rồi, nói năng chánh niệm, hành động chánh niệm. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Nhân duyên quán thiện căn phát tương. Nhân duyên quán là sao? Quán nhân duyên. Ở đời này á, không có cái gì khi khổng khi không. Nó phải có cái duyên để mọi thứ nó sanh. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thí dụ nha, bây giờ á, đây cái chuông này là một pháp nè, cái chuông này là một nhân nè, cái dùi này là nhân. Hai cái nhân này nó duyên với nhau thì nó phát ra cái quả. Cái quả là sao? Có tiếng chuông. Như vậy thì muốn nói tới nhân quả thì không thể nói tắt, nói nhân quả hết. Mà cái chính giữa của nhân quả nó phải có cái duyên. Bởi vì anh có cái nhân mà không có cái duyên thì làm sao làm cho cái quả nó trổ được. Thí dụ như bây giờ mình có hạt cam là cái nhân, mà mình không có cái nhân của đất, của nước, của mọi thứ khác nó duyên với nhau để nó hợp tác với nhau, nó làm sao có trái cam được. Cho nên đất là một nhân, nước là một nhân, mặt trời là nhân. Thí dụ vậy, tất cả các cái nhân nó duyên với nhau. Quý vị là nhân, Pháp Hòa là nhân, chùa Linh Sơn làm duyên để cho cái quả của mình hôm nay là sao?
được gặp nhau. Rồi hai đạo hữu ở từ ở Houston nghe mình tổ chức trên này, lặn lội bao nhiêu tiếng đồng hồ, đem máy móc lên xuống, tạo cái nhân cái duyên để mai mốt cái quả này nó có được cái dĩa, nó phổ biến cho người khác nghe nữa. Cho nên quý vị thấy nhân quả trùng trùng không? À, chính vì vậy mà mình tụng cái thời công phu sáng sao? Cái câu thứ nhì nè, cái đoạn thứ nhì: nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên hữu hóa như lai, vân vân đó. Thì cái câu là lúc bấy giờ nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, từ nơi đảnh nhục kế này phóng ra luồng hào quang báo. Trong luồng hào quang báo đó có hoa sen nghìn cánh, trong hoa sen nghìn cánh có hóa Phật. Cái tượng, cái ý hình ảnh đó tượng trưng cho trùng trùng duyên khởi. Cái hình ảnh của cái phẩm kinh nó nói đến cái đoạn đó, nói trùng trùng duyên khởi. Thôi bây giờ trở lại để mình hiểu chữ nhân duyên rồi. Bây giờ con người mình sở dĩ cố chấp là vì mình không thấy được cái duyên, cái nhân. Chứ bây giờ mình thấy được cái nhân, cái duyên, mình hết chấp à. Pháp Hòa nói ví dụ: trời ơi, tôi không hiểu làm sao mà nó thương được cái anh đó. Cái anh đó anh xấu đau, xấu đớn mà nó thương. Mình sao mình ở trong cái nhân, cái duyên đó mà mình hiểu. Nhiều khi nó xấu cái tướng mà nó đẹp cái tâm. Người có thương là thương cái tâm, cái tánh cái người đó, chứ không phải thương cái tướng. Và chưa nói tới nhân quả. Nhiều khi đời trước họ có cái gì? Họ có cái duyên nợ với nhau, sao mình nói hết. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên khi mình thẩm thấu được tất cả cái duyên của mọi pháp, mọi sự, mọi vật, thì cái sự cố chấp trong lòng mình nó làm sao? Nó mở ra. Pháp Hòa nói bây giờ cũng vậy. Cái người đó với mình thương, bây giờ người đó không còn thương mình nữa, cũng là cái duyên, cái nghiệp. Nhiều khi mình nghĩ, trời ơi, bây giờ con càng tu sao cái nghiệp con càng đổ ra, giờ ảnh như thế này, sao mình không nghĩ ngược lại, hết nghiệp, còn sống còn nghiệp còn nợ chứ có sung sướng gì đâu, phải không? Thành thử ra nếu bây giờ mà nó giải tỏa cũng là cái cách để mình nghĩ, để mình hết cái cố chấp, hết cái phiền muộn. Cho nên ở đời không có cái gì mà nó tự nhiên. Ngày hôm qua, hôm nay Pháp Hòa đến đây đâu phải tự nhiên. Cái duyên, cái nhân của nó là đi khóa tu chùa Huyền Quang ở Dallas. Rồi quý vị trên này cũng cái tìm duyên câu lên đây. Đó. Mà hay nữa là hôm nay là theo nhân duyên là làm sao cho câu được internet để cho quý vị ở xa có thể ngồi nghe được mình. Đó, quý vị thấy nhân duyên không? Cho nên á, cái hoa, cái quả, bất cứ cái gì, không có cái gì mà không có nhân duyên của nó hết. Pháp Hòa hồi nhỏ đó, nhờ ở cái xóm người ta biết tụng kinh, cho nên 5 tuổi á, là mình biết nghe tiếng chuông, tiếng mõ, thấy người ta thắp nhang lại Phật là mình thích. Và Pháp Hòa biết chắc rằng đời trước mình đã từng có cái duyên này, cho nên bây giờ 5 tuổi mình gặp người ta thắp nhang là tự nhiên nó sống dậy ở trong mình. Ngày nào mà không có nhìn hình Phật là ngày đó không có về nhà, không đi học. 5 tuổi thôi là mình đã muốn như vậy. Rõ ràng mình có cái duyên. Cho nên á, khi mình quán được tất cả đều do nhân duyên, bớt buồn, bớt giận và cố chấp từ từ nó giảm ra. Bây giờ nè, cái nhân, cái duyên của mình là ở nước ngoài. Bây giờ á, mình phải hiểu cái đời sống nước ngoài. Con cái nó bận rộn lắm, nó không có thì giờ mà nó chăm sóc mình như hồi xưa mình chăm sóc cha mẹ mình được. Thông cảm nó một chút, bớt cái chấp trước là con cái phải như thế này thế kia. Rồi ngược lại, con cái phải hiểu cha mẹ, tuổi già hay mặc cảm, tuổi già hay tuổi thân, từ tuổi thân thành tuổi tỵ. Dành thân tỵ hợi nó gần nhau mà. Tuổi tỵ là sao? Tôi già rồi, phải không? Tôi không còn dùng được, cho nên giờ nó như thế này thế kia, vân vân. Cho nên á, cha mẹ cũng phải quán nhân duyên để thông cảm cho con. Rồi con cái cũng quán nhân duyên để thông cảm cho cha mẹ. Phật tử cũng phải quán nhân duyên. Cái hoàn cảnh chùa ở hải ngoại nó không có giống hoàn cảnh chùa của Việt Nam, để cái lòng chấp trước của mình nó giảm ra chút. Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy,
Pháp Hòa có quý thầy Pháp Hòa quen đó là người Lào. Thì theo cái truyền thống của Nam Tông á, là chư tăng không được lái xe, chư tăng không được nấu ăn. Cho nên Phật tử trong chùa Nam Tông á, là một tháng 30 ngày là họ chia nhau nấu hết. Mỗi người, mỗi gia đình phụ trách một ngày mang thức ăn lên cho chư tăng, chứ còn chư tăng không được nấu ăn. Chính vì vậy cho nên á, chư tăng cứ trưa nào cũng ngồi chờ cơm. Mà ở cái xứ này, mà ở xứ Pháp Hòa là tuyết nó rơi nhiều khi đường nó làm sao, nó chậm chạp, mà qua 12 giờ thì không ăn. Bữa nào mà đường xá kẹt do tuyết do cái gì đó họ tới không được là chư tăng nhịn. Thấy chưa? Cũng là một cái mà mình chấp chi cái chuyện đó. Ở cái xứ này có microwave mà lo gì. Ví dụ vậy đó, không cho chư tăng lái xe, mà bây giờ cần cái gì cũng không đi được hết, phải chờ họ tới chở. Mà làm bất cứ cái giấy tờ hành chánh gì á, là phải chờ họ về. Mà họ về tới nhà là 4-5 giờ thì cơ quan chính phủ đóng cửa. Rốt cuộc cái thầy trụ trì đó chỉ chịu không nổi, thầy đi học lái xe. Thầy học lái xe về, ôi cha ơi đủ thứ, cuối cùng thầy buồn thầy bỏ đi. Thì quý vị thấy từ cái chấp trước của mình mà nó không có cần thiết. Cái xứ này mình phải thông cảm, quý thầy phải biết lái xe để mà lo công việc chùa. Mà khổ mà hễ mà thầy réo mình hoài, mình nói cái gì cũng tôi hết trơn. Nó khổ vậy đó. Cho nên mình phải quán nhân duyên, để rồi mình bớt cái chấp trước. Mà cái người bớt chấp trước thì cái diện mạo hoàn sao, nhìn thấy nó thảnh thơi. Còn thôi trời ơi, nhìn chị đó thấy lạnh lùng lắm nha. Gây gắt lắm. Cho nên tướng mình nó từ cái tâm mình nó sanh. Có nhiều khi mình không biết trời trăng mây nước, mình đi chùa trời ơi, nhìn mình dễ thương lắm. Innocent, ngây thơ vô cùng. Tới hồi học Phật được mớ rồi là bắt đầu nha, tướng mình nó sanh, mà nó sanh tướng khác. Một làn dày, hai làn dày, nó mất đẹp. À, cho nên á, mình sanh cái tướng, mình tu như thế nào để nó sanh cái tướng thiện lành, từ tâm thiện căn phát tướng. Mình lấy cái lòng từ của mình đối đãi với mọi người, nhất là đối với mấy đứa nhỏ ở chùa cũng vậy. Con nít mà làm sao nó ngồi yên như mình được. Thôi thì bây giờ á, nó có chạy dở một chút, nhưng mà nó còn biết. Mỗi lần nhắc tới đi chùa nó ô oh, yeah, đi chùa. Còn mà mình làm riết nó ô oh, no. Nguy không? Bây giờ mình muốn ô gì? Ô da. Nếu mà mình muốn ô da thì take it easy, nhẹ nhàng với mấy đứa nít một chút, kệ nó giỡn ngoài sân. Ví dụ lúc nào cần yên mình ra mình nói với nó 5-10 phút. Hoặc là cử một người nào ra chơi với mấy em, đừng có hét nó, đừng có rầy. Nó lên chánh điện cái chỗ này chỗ trang nghiêm, tụi bay con nít chạy ra ngoài kia chơi. Nó đi ra vô sao trai đường, chỗ này chỗ người lớn làm việc, tụi bay đi chỗ khác chơi. Riết nó không có chỗ nó đi, nó nói I have nowhere. Thì bây giờ làm sao? Những cái ở nhà cái tivi réo nó sướng hơn. Cái game kêu nó khỏe hơn. Cho nên thật sự ra Pháp Hòa hiểu cái lòng của người lớn là muốn giữ cái cửa Phật nó trang nghiêm. Nhưng mà mình cũng thông cảm, con nít thì nó làm sao nó ngồi yên như mình được. Chưa chắc mình ngồi yên nữa đó. Ngồi nãy giờ cũng ẹo mấy kiểu rồi đó. Thấy không? Như vậy mình biết là mình cũng chưa có ngồi yên được. Thì con nít làm sao nó yên được? Do cái thân mình nó đau nhất, thì cái tâm mình nó có hai dạng trạo cử nè. Một là trạo cử trong lòng. Mà người trạo cử trong lòng nhìn cũng dễ biết lắm. Cứ ngó đồng hồ hoài, sao bữa nay ông nói dài dữ vậy ta. Sao? Mai ta còn đi làm nữa mà. Thí dụ vậy, trạo cử trong lòng. Mà tính trong tâm mình trạo cử thì nó hiện ra cái tướng trạo cử. Thì bây giờ thông cảm con nít một chút, quán cái nhân duyên nó con nít và nó chịu đi chùa, thôi kệ nó, du di. Quý vị hiểu ý vậy đó. Hoặc là người ta đến chùa, người ta có khó khăn chút. Thật ra Phật tử với nhau mình kêu là đạo hữu mà, nhưng mà đâu phải ai vô đây cũng thánh liền đâu, phải không? Mới đầu người ta thiện trước, ta thiện rồi từ từ người ta thuần, người ta thành thánh. Có lòng thiện mới vô tới đây.
rồi luyện riết nó thuần nó thành thánh. Mới đầu ai cũng làm hiền, chưa là thánh. Cho nên chúng ta ngồi đây là hiền đó. Hiền là sao? Người có cái ý chí muốn cải thiện kêu hiền, cải riết nó thuần kêu thánh. Hiền thánh là vậy đó. Rồi bây giờ bốn thứ rồi phải không? Cái cuối cùng nè, niệm Phật thiện căn phát tướng. Niệm Phật là sao? Nó có 3-4 cách niệm. Trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật. 4 cách niệm. Bây giờ mình này trì danh nè, có sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hoặc là 10 hơi một hột chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 10 hơi bấm một hột. Ai hơi ngắn thì 3 hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm 3 hơi. Niệm Phật để làm chi? Để cho cái tiếng niệm Phật nó gieo ở trong tâm thức của mình. Thì khi mà cái người mà niệm Phật á, thì cái tướng á, cái tâm, cái tánh, cái tướng bắt đầu nó thuần, nó nhẹ ra. Tránh cái trường hợp vừa niệm Phật mà vừa nhá mấy đứa nhỏ. Nam Mô Di Đà Phật, tao mỏng niệm Phật như này. Nhiều khi mình cầm cái sâu chuỗi bằng đá đúng không? Con có biết không, một chuỗi thôi nghe con. Một chuỗi là chết à. Thật sự nhiều khi á, mình niệm Phật mà mình nhá mấy đứa nhỏ dữ lắm nghe không? Có nhiều khi miệng thì niệm nhưng mà ra dấu. Ngồi xuống đây, kêu mấy đứa nhỏ ngồi xuống. Ví dụ vậy. Cho bây giờ mình trì danh nè, mình ngồi trước bàn Phật cũng được, hay mình ngồi ở đâu cũng được, cầm sâu chuỗi ngồi cho yên. Trì danh đó là niệm ra tiếng cái danh hiệu của Phật. Niệm cái trì danh nó cũng có nhiều cách, là mật niệm, trì niệm, cao thanh niệm. Mật niệm là trong tâm mình nghĩ thôi. Quán hơi thở nè, hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật, mật niệm. Bây giờ trì niệm à, cao thanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cao thanh trì danh, niệm lớn cho ta nghe. À, rồi bây giờ quán tướng niệm Phật. Tâm mình hay loạn lắm. Có nhiều khi mình nhìn Phật Di Đà mà ra tài tử mới hay chứ. Có nhiều Phật tử vô chùa vui lắm, nhìn Phật Di Đà, trời ơi cái anh này giống tài tử Hồng Kông gì đó, tài tử Hàn Quốc gì đó. Bị nhìn cái tượng Phật của Tàu làm nó mắt nó vậy nè. Nó trời anh này nhìn giống tài tử Đại Hàn quá. Quán tướng là sao? Vì cái tâm mình hay loạn, cho nên giờ mình đem cái hình tướng của Phật ra mình nhìn để mình niệm, nó tâm hay loạn, quán tướng niệm Phật. Rồi khi mà cái hình ảnh Phật nó đậm trong tâm mình rồi là quán tưởng, nhắm mắt mà cái hình ảnh Phật vẫn có trong đầu mình. Quán tưởng. Cho nên cái người sắp mất á, họ loạn lắm. Bây giờ muốn giúp cho họ mình làm sao? Mình đem hình Phật Di Đà ra mình để trước mặt. Lâu lâu mình biểu họ nhìn. Đây hình Phật Di Đà nè, quán nhìn hình Phật đi. Nhìn hình Phật thì cái tâm của họ nó theo cái tướng của Phật, không có bị những tướng khác nó lo. Vì cái người sắp mất là tâm tư nó bấn loạn lắm, do thân thể đau nhức, tâm hồn nó sợ sệt, vì nó đang ở trong cái hoàn cảnh cuối cùng của cái chết, của con kiếp người, sợ lắm, cho lấy cái hình Phật để quán tướng niệm Phật. Rồi bây giờ cho nên mình là Phật tử, mình muốn cho cái tâm mình nó thuần, để nó phát ra tướng đẹp, và đặc biệt là lúc mình mất, thì hằng ngày nhìn Phật nhiều hơn là nhìn cái khác. Cho nên ở nhà mình, ví dụ như thay vì mình treo những cái hình ảnh không có lành mạnh, những câu không lành mạnh, mình treo những cái chữ gì nó lành mạnh, phải không? Cho nên á, cái niệm Phật cũng quan trọng. Nhưng mà trong cái niệm Phật này mình có thể niệm kinh. Quý vị biết niệm kinh không? Niệm kinh là mình nhớ kinh, mình nhớ những cái lời kinh mình niệm. Cho nên thuộc kinh nhiều hay lắm, thuộc kinh nhiều rất là tốt. Cái đó chúng ta gọi là niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trong Kinh Di Đà nói đó, người nào muốn sanh về, chỉ cần nghe chim hót, suối reo, vẫn có thể sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì bây giờ muốn niệm Pháp là mình phải nhớ kinh.
nhớ những cái bài kinh thì mình tụng lên giúp cho mình nhiều lắm. Thí dụ bây giờ mình á, mình hay giận, mình nhớ cái câu chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nhớ những câu đó. Rồi mình nói hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Mình nhớ những câu kinh đó để giúp cho ta tâm mình rất là nhiều. Cho nên nhớ kinh nhiều tốt lắm. Tụng kinh mỗi ngày 15 phút, 20 phút tụng riết đi, tụng cho câu kinh nó thâm nhập. Cho nên mình mới kêu là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Hôm nay á, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị 5 cách phát tướng, phải không? Nhớ không? Tức đạo thiện căn phát tướng, bất quán bất tịnh thiện căn phát tướng, quán từ bi từ tâm thiện căn phát tướng, rồi gì nữa? Nhân duyên thiện căn phát tướng và niệm Phật thiện căn phát tướng. Cứ nhớ vậy đó. Hơi thở nè, bất tịnh nè, từ bi nè, thấy không? Nhân duyên nè và niệm Phật. Tướng mình nó sanh khi mình thực hiện được một trong năm điều này. Quý vị không tin đó, quý vị nhìn những bậc tu hành ngày xưa chưa tu cái tướng nó khác, tu rồi tướng nó khác, để tóc tướng khác, cạo đầu tướng khác. Cạo đầu rồi tướng gì? Tướng không tóc. Tóc anh dài anh đi trong mưa, tóc anh nắng em, tóc em ngắn em đi trong nắng, tóc em dài em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Cho nên á, cái tướng mình á, nó từ cái tâm mình nó sanh. Cho nên ngạ nan á, Đức Phật hỏi ngạ nan làm sao mà thích Phật mà đi tu. Ngạ nan trả lời rất thành thật, dạ bởi vì con thấy Như Lai có tướng đẹp. Khoan nói cái lời Phật quở ngạ nan, phải không? Mình giống như ngạ nan vậy đó. Bây giờ thí dụ đi, quý vị nhìn Phật, thấy Phật tu mà thành Phật xong xấu quá, sao mình dám tu, phải không? Cho nên mình tu phát tướng, cái tướng hảo mà. Cho nên mình mới khen nó tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tướng hảo của Phật sáng ngời không có gì sánh bằng, vô đẳng luân, luân là so sánh, không có thể cái gì mà có thể so sánh được. Và hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng thì Pháp Hòa nhớ đến cái chuyện là quý vị gặp nhau, nhất là gặp Pháp Hòa gần đây, nó trời lúc này thầy phát tướng quá làm em buồn 5 phút. Xin thưa là khi mình khen theo đời thì ý là mình khen lúc này tròn trịa, ăn uống đồ khỏe mạnh ha, thuốc men đầy đủ rồi. Nhưng mà phát tướng theo Phật là phát tướng làm sao? Do cái tu mà nó phát. Đó, thì bây giờ chúng ta thực hiện được một trong năm cái này thì tự nhiên cái tướng nó phát. Quý vị để ý đó, ai mà lạy Phật nhiều mỗi ngày nha, 50 lạy cũng được, 100 lạy cũng được, rồi ngồi thiền 10 phút, 15 phút, tụng kinh 15, 20 phút, chỉ cần một ngày mình tu mấy chục phút thôi, Pháp Hòa không có xin nhiều đâu, 20 phút, rồi quý vị sẽ thấy từ từ cái tâm mình nó chuyển. Cái tâm của mình á, mới đây nè, trước khi Pháp Hòa qua đây thì có một cô Phật tử cô tới, cô nói thưa thầy, 2 năm nay con thấy cái con người của con nó khác vô cùng. Hồi xưa cái tâm của con nó câu mâu lắm, ai làm cái gì con cũng nói, con cũng phiền hà được. Từ khi con đi chùa, con nghe pháp, con tụng kinh, con lại Phật mỗi ngày, thì con thấy cái tâm của con nó bình an ra và con bớt trách móc người. Và từ đó con thấy cái người của con nó nhẹ hẳn ra. Mà thật, mình trách móc, mình giận hờn, cái tâm mình nó cứ hừng hực, nó lửa Phật thì nó không Phật, mà nó cứ ấm 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 hoài, đúng không? Ai tới gần mình tưởng mình sốt, thì cứ nóng 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 hoài vậy đó. Thật ra mình phải tin cái đó.
tu có phát tướng. À, cái người mà chưa tu cái tướng nó khác, tu rồi tướng nó khác. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và xin chia sẻ với đại chúng một cái bài nói chuyện với cái đề tài là niệm lành sanh tướng đẹp. A Di Đà Phật. Bé Ly Ly cúng dường thầy, kính mến thầy. Con là Ly Ly hả? Ồ, thầy mới nhìn thầy tưởng con bé tí chứ. Con ra đây. Đúng là cao ly, cao có 1 ly à. Qua đây con, qua đây nè. Rồi bây giờ con hát bài gì đó con hát đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con sẽ kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tin tâm diệt tan tham sân hận. Anh đào hà mong tiếng đang dần, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, ly tường chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng rất dịu lòng con, thầy là con thiền chánh linh đưa chúng con lên bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện pháp vương gieo gương lành sáng soi mười phương. Hay quá. Thầy xin đứng dậy nhường chỗ cho con ngồi. Một tiếng đồng hồ của thầy không bằng 10 phút, 2 phút của con hát. Mà nó hát mà mình hồi hộp ghê vậy. Nói thầy là con, thầy là bóng cây che mát chúng con. Có Hòa sợ nó hát nhầm. Thầy là bóng cây che khuất chúng con. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thân hương. Mà làm thầy sợ rồi mấy. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ đau thương. Mai mốt con hát á, chúng con biết làm gì đây? You don't know what to do when you see me, right? Gặp thầy không biết làm gì hết trơn. Giỏi quá. Còn bài gì nữa không? Còn bài gì nữa không? Lại Phật Quan Âm. Con tên Ly Ly hả? Dạ. Có pháp danh không? Có. Pháp danh gì? Tâm Huệ. Pháp danh Tâm Huệ. Đâu có sai đâu. Tâm là cái lòng của mình mà Huệ là trí huệ. Sáng láng quá chừng. Xin chào sư cô tương lai.
Giỏi quá. Bởi vì Phật tử Austin có khác không? Rồi bây giờ mình có thì giờ nghe câu hỏi không à? First come first serve nha. Xin thầy cho chúng con ý nghĩa của mặc áo tràng khi đi chùa và tu học. Cái áo tràng mình nói là tràng, có nghĩa nó có hai ý. Nếu mình nói theo tiếng Hán á, chữ tràng có nghĩa là dài, hay là có khi kêu áo trường cũng được, có nghĩa là nó dài xuống nó che thân của mình. Và khi mà cái áo đó đó mình mặc á, mục đích á, là để che cho kín thân khi mình vào làm lễ cho nó trang nghiêm. Thí dụ cái vạt sau là che cái phần lưng sau của mình, vạt trước là để che cái chân của mình. Khi mình ngồi xếp bằng, đôi khi mình không có trang nghiêm thì cái vạt ở đằng trước nó che cái chân của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là thường thường ngày xưa đó, cái cổ áo này là nó 3 tầng. 1, 2, 3 để tượng trưng cho Tam Bảo. Ngày nay cái áo này đã được chấn, tức là chỉnh lại, không còn 3 tầng áo mà chúng ta may nó có một cái đường ngay giữa nè. Quý vị thấy cái cổ áo nó có ngay cái cổ áo thôi, nó có một cái đường ngay đây, thấy không? Thấy không? À, cái này là tượng trưng cho nhất thừa. Tức là người Phật tử tu là đi đến cái chỗ tột bậc để thành Phật. Và tại sao Phật tử Việt Nam mặc áo lam? Bởi vì màu lam là màu tượng trưng cho hương khói, mà hương khói là tượng trưng cho hiền hòa, giải thoát. Hiểu ý không? Khi mà tâm của mình thanh thản thì mình nhẹ nhàng với hương khói. Ý nữa rằng á, đất bùn á, nó có nhiều dạng. Thí dụ như đất non thì cái màu nó làm sao? Đất non nó làm sao? Đất sét mà đất non á thì nó xám xám. Bùn già thì nó hơi nâu nâu, rồi nó mới chuyển màu. Thì bây giờ người Phật tử á, mình căn bản nhất, dù mình tu học dở nhất thì cũng phải có cái nhẫn nhục căn bản nhất. Cho nên mình muốn thành tựu tới cái chỗ nhất thừa, tới cái chỗ nhất đạo thì không thể nào thiếu nhẫn nhục. Cho nên Đức Phật Tỳ Bà Thi có một câu: nhẫn nhục để nhất đạo. Cái điều tiên quyết của đạo đầu tiên đặc biệt nhất là phải có nhẫn nhục. Cho nên màu lam khói, hai ý, màu lam và màu đất bùng khi mình mới bắt đầu vô mình tu. Và cái áo tràng nó che thân của mình để tượng trưng cho sao? Cái thân tâm mình lúc này nó được kín đáo. Dù bây giờ Phật tử nào đến chùa chưa có áo tràng thì mình cũng nên ăn mặc cho kín đáo. Ví dụ như những cái quần đùi, những cái quần sọ, những cái áo sát cánh đừng nên mặc đi chùa, nó không có tôn nghiêm. Bây giờ mình đi ăn một cái đám cưới, mình mặc vậy thì sao? Người ta sẽ đánh giá mình liền. Mình đi ăn đám cưới là chỗ tôn nghiêm thì người nữ phải ăn mặc cho tươm tất, người nam là nhất định phải áo vest, người nào mà bình thường lắm là cũng áo sơ mi tay dài, ví dụ vậy, chứ không ai mặc quần đùi đi vô ăn đám cưới hết á. Đám cưới thế gian còn vậy thì huống chi mình đi vào tới cửa chùa mình lễ Phật đó. Rồi bây giờ á, khi mình mặc cái áo này là nhắc nhở cho mình, mình phải nhẫn nhục, mình phải hiền hòa. Đó là cái điều đầu tiên của sự tu học. Kính thưa thầy, nếu như là một Phật tử đã quy y Tam Bảo và phát nguyện thọ trì năm giới, giới thứ năm chỉ đề cập không uống rượu chứ không nói đến việc đánh bài, vậy thì lâu lâu khoảng 2 hoặc 3 tháng một lần, trung bình 1 năm 4 lần con đi casino có phạm giới hay không? Cái này chịu không nổi.
Bởi vậy á, truyền giới mà truyền không đủ nguy hiểm lắm nha. Giới thứ năm không được uống rượu. Từ nay quý vị có suốt đời giữ được giới này không? Khoái quá làm liền. Dạ con giữ được, tại không có nói tới casino. Xin thưa đại chúng, khi chúng ta giữ cái giới thứ năm thì chúng ta phải nắm được cái ý là như thế này, là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày, trong đó có những sản phẩm sẽ hại thân, có những sản phẩm sẽ hại tâm. Hại thân thí dụ như là ăn uống rượu chè, hút sách, những cái gì mà chúng ta đưa vào trong cơ thể nó tàn hoại thân thể của mình thì đều là nằm trong cái phạm vi của giới thứ năm. Hại tâm là những chuyện như là sách báo, phim ảnh, tạp chí, chuyện trò, cờ bạc. Bởi vì cờ bạc nó không nằm trong việc ăn uống, nhưng mà nó nằm trong cái việc tiêu thụ tiền của, hao tổn sức khỏe, tổn hại gia đình. Nói tóm, cái gì mà làm cho thân tâm mình mất tự chủ thì đều nằm trong giới thứ năm hết. Thí dụ nè, mình ghiền ăn trầu đâu có tội, nhưng mà khi đã ghiền ăn trầu thì trầu nó làm chủ mình. Ghiền ngồi trên internet nói chuyện với người bên kia thế giới, dù mình không biết người đó là ai nhưng mà cảm thấy nói chuyện vui hơn bà nhà mình, không có tội. Nhưng mà lâu ngày nó thành ra một cái ghiền và hoang tưởng về cái người bên kia. Và trong xã hội bây giờ có nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì hoang tưởng một người bên kia. Rồi tới hồi gặp rồi bắt đầu á, tá quả tâm tinh là trương chi mỹ nương hết. Nó đều là thuộc giới thứ năm. Internet nó có hại, nhưng mà nếu không biết vào những cái trang web lành mạnh thì nó có thể hại tâm mình, hại tâm hồn của mình và làm mất gia đình. Có nhiều gia đình rất đau khổ vì một người thân của mình ngồi trên internet suốt cả ngày đêm. Như vậy thì quý vị phải hiểu cái giới thứ năm nó rộng, là cái gì mà chúng ta làm mất đi cái hạnh phúc của bản thân, về thân thể hại cái thân mình và cái tâm hồn mình thì đều nằm trong giới thứ năm. Dù lúc thầy truyền giới thầy chỉ nói rằng á, quý vị không có uống rượu hay là không uống cờ bạc. Rồi bây giờ trong đề nói nè, lâu lâu 2-3 tháng một lần hay trung bình 1 năm 4 lần có phạm tội không? Cái này giống đi tu quá. À, chùa tổ chức bát quan trai mỗi tháng không thấy. Và không, mà trong kia tổ chức không có tổ chức, tổ chức kéo không mà sao mình đi. Xin thưa, cờ bạc không có tội, rượu chè không tội, nhưng mà có lỗi. Có lỗi với bản thân, lỗi với gia đình, lỗi với người thân của mình. Chứ tội gì, ai bắt tội mình. Nhưng mà tự, nhưng mà chữ tội nghĩa là gì? Thế nào là tội, mà thế nào là lỗi? Lỗi là do vô tình mà phạm, tội là do biết mà cố làm. Hai chữ. Thí dụ lỡ đi đường đạp con kiến, lỗi thôi không tội. Nhưng mà thấy con kiến bò, chạy lên đạp nó lẹ con, lẹ 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 con đạp đó. Tội đó. Hiểu ý không? Vậy thì cái gì mình cố tâm mình làm là thành tội. Biết cờ bạc nó đâu có lợi ích gì mà mình vẫn làm thì mình tội thôi. Chứ còn thí dụ bây giờ mình có chơi làm sao thì cái đó tùy mình thôi. Xin thưa đại chúng như thế này: không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, cờ bạc gì đó. Mình giữ được năm cái giới này, Phật không có lợi, thầy không có lợi, mà mình tự lợi cho gia đình, cho người thân mình. Nhưng mà Phật là người toàn giác, là thấy rõ tất cả sự việc, cho nên Phật chỉ mình. Chúng ta chỉ là phần giác thôi, khổ đau giác đó, nhức đầu dáng đó, nhưng mà chúng ta không thấy rõ. Còn Đức Phật á, không, quý vị nhớ cái này dùm Pháp Hòa, để rồi mình Phật tử không có lầm lẫn. Đức Phật không phải là đấng toàn năng,
có quyền ban phước giáng họa cho ai hết. Nhưng Đức Phật là đấng toàn giác, toàn năng toàn giác khác. Toàn giác là có cái trí biết rõ tất cả, completely awakening one, kho Buddha. Còn mà chúng ta là portion thôi, khổ đau giác đó. Còn toàn năng á, là Phật á, dụ như nói Phật ơi con đói bụng quá, Phật búng cái ơi sao con no. Phật không làm được chuyện đó. Cho nên toàn năng khác, toàn giác khác. Toàn năng á là phải công bằng à. Toàn năng mà không công bằng là chưa toàn năng trọn vẹn. Nếu mà mình toàn năng thì tại sao mình thương hết tất cả mọi người, không cho nó đẹp hết đi, lùng chi như thầy Pháp Hòa cho nó xấu. Nếu mà toàn năng có quyền cho người ta hạnh phúc, cho người ta đẹp đẽ thì phải công bằng. Còn toàn giác là sao? Thấy rõ cái nào khổ, cái nào vui, cái nào đúng, cái nào sai, chỉ cho mình. Cho nên mình tu Phật đó là từ phần giác đến chỗ toàn giác. Rõ không? Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Phật nói đừng cờ bạc, gia đình hạnh phúc mất. Đó, Phật nói cái nhân, mình nghe cái nhân là khổ, mình không làm là cái quả khổ nó không có. Cho nên người ta nói đạo Phật đạo cứu khổ. Đúng, đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái nhân khổ. Nhưng một khi mình đã làm mà cái quả khổ nó đến thì không chạy được. Chứ cứu khổ rõ ràng, cứu cái nhân trước khi mình làm. Chứ còn mình làm rồi nó thành cái quả sao cứu. Quý hiểu ý ha. Rồi, như vậy thì cái giới thứ năm này Phật tử có đi chơi một lần, hai lần, ba lần á, thấy không? Thôi, đi chơi đã một lần, hai lần, một năm, hai năm là biết nó rồi, cần chi biết nữa, phải không? Biết làm chi nữa, mình biết cái khác nó hay hơn. Có ai mà nói trời ơi, tôi xin ca ngợi, tôi xin mời anh lên đây để tôi giới thiệu, đây, anh Nguyễn Văn Cờ, đánh bạc một cây, thì có ai khen giữa đó đâu. Không ai khen đâu. Võ tòng sát tẩu chứ không thể sát mà. Võ tòng sát hổ chứ không ai nói võ tòng sát mũi hết á. Kính thưa thầy, hàng tuần vào ngày chủ nhật chùa có bán đồ chay. Nhiều Phật tử góp thời giờ và công sức để cùng nhau phụ chùa làm đồ chay để bán. Đây là một công quả rất tốt và có công đức. Nhưng tại sao mỗi tuần con đều thấy có người, có một số người sẵn dịp nhất rồi tự tiện mang đồ chay về nhà ăn, không chịu trả tiền. Trong khi những món đồ chay đó chùa bán rất chạy. Nếu một người hoặc hai người đều làm như vậy, con thấy việc đó vô tình tạo thêm nhiều người làm theo. Vậy thì vào chùa phụ giúp có được công đức gì không, hay ngược lại vô tình thêm tội? Xin thầy giải thích. Chà, cái này phải chừa cửa cho em ra. Trả lời câu này là cửa bích hết á. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, những câu hỏi như vậy đó rất là thật và rất là từ cái tấm lòng, không có gọi là không có, có ý gì xấu đâu. Quý vị đừng có buồn, cái này là từ cái tâm chân thật của một Phật tử thôi, cười vui vậy đó, nhưng mà vui cái dễ thương chứ không có sao. Xin thưa như thế này nè, mình làm công quả cho chùa là mình sanh cái phước, mới phước thôi nha. Đó là phước đức. Nhưng cái cách mình làm công quả mới sanh công đức. Hai cái quý vị phải rõ. Vô chùa làm từ sáng tới tối mới có công đức thôi. Nhưng mà mình phải như thế nào để mà cái ngày đó ai cũng công quả vui vẻ, trọn vẹn, phước đức nó sanh. Vì mỗi người sanh tâm hoan hỷ khi làm là do cái hạnh tu của mình. Còn mình làm rất cực và làm từ sáng tới tối, người ta ghi nhận cái cực của mình, nhưng mà bù lại người ta không thích cái cách hành xử của mình, thì mình thiếu phần nữa. Là mới được cái công mà thiếu cái, xin lỗi, thiếu cái, mới có cái phước mà thiếu cái đức.
Được chưa? Như vậy mình có lấy đồ của chùa về ăn thì không có sao, nhưng mình phải nghĩ là mình đã tới mình làm, muốn ăn thì xin, không có từ tiện lấy. Bởi vì kinh có dạy bất cứ vật dụng gì của Tam Bảo là của chung. Xin lỗi quý vị là thí dụ thôi, cái món đó người ta cúng cho Tam Bảo là trong đó có Tăng Bảo, mà Tăng Bảo là mười phương tăng có phần à, chứ không phải chỉ tăng ở local chùa của mình. Rồi thí dụ bây giờ người ta cúng bao gạo đi, mình nói ví dụ vậy đó, người ta cúng bao gạo ngon, cái mình nói lát nữa có ông thầy đó, ông tới ăn cơm đó, lấy cái bao gạo dở nấu cái bao gạo ngon để nấu thầy mình ăn, thí dụ vậy đó, cũng không nên. Tại sao? Vì khi người ta phát cái tâm, người ta cúng, ta không có khởi cái tâm là bao gạo này để cúng dành riêng cho thầy local, thầy international hả? No fun. Không có được cái fun đó. Không phải vậy. Cho quý vị tụng trong Lương Hoàng Sám, quý vị sao thấy? Lương Hoàng Sám nói rõ. Cho nên á, nhưng mà thí dụ thôi, mình có gặp ai làm cái chuyện đó đó thì mình nói thì nó cũng kỳ. Thôi bây giờ im lặng. Nếu thấy người làm lỗi thì cho con được bình thản, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Còn nếu mà nó rộng một chút á, mình nợ của Tam Bảo. Nhưng mà cũng xin thưa, nói đi rồi cũng nói lại, nợ ai sợ chứ nợ Tam Bảo không có sợ, kiếp sau vô làm tiếp. À, thì thôi bây giờ đó, Phật tử đã tới chùa làm công quả rồi, làm cái gì thì xin và đừng có chủ quyền. Bởi vì trong chùa trên có Tam Bảo Phật Pháp Tăng, dưới có trụ trì, hay là có một vị nào phụ trách nhà bếp. Nhưng mà nếu là người phụ trách nhà bếp là cư sĩ với nhau cũng khó mà điều hành, bởi vì có đôi khi họ nghe nhau. Cho nên thôi mình tốt nhất để cho cái Tam Bảo, cái đạo tràng nó không có bị người ta nói này nói kia do vấn đề chỉ miếng ăn, thì chúng ta tốt nhất là công bình, đến chùa làm công quả dùng rồi là xong. Nếu muốn à chị cái này nó dư, xin đại chúng cho tôi miếng tôi đem về, thí dụ vậy đó. Thật sự không có ai đói gì một cái miếng nữa, nhưng mà do cái tâm là thấy dư thì cũng muốn mang về chùa, mang về nhà, nhưng mà đôi khi á không có biết cách thì làm cho bạn đạo mình không có hoan hỷ với mình. Thì thôi bây giờ mình muốn cái gì mình xin đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tới chùa đây, Hòa thấy có cuốn sách Hòa thích, thì Pháp Hòa sẽ tìm cái vị là chịu trách nhiệm và nói có dư cuốn nào cho Hòa xin. Còn nếu không có là Hòa xin ghi tựa để mai mốt tới lấy sao. Thì thôi bây giờ quý vị thông cảm như vậy đó, chứ còn bây giờ mình trả lời cách nào cũng khó, bởi vì cũng Phật tử với nhau hết, thông cảm nhau cho nó tốt. Kính thưa thầy, ba con cho rằng số phận của mỗi một con người đều do ông trời đã sắp đặt sẵn, không một ai có thể cải lại được hoặc làm gì khác được, chứ không phải do tội phước của mình tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp mà ra. Vậy thì ý nghĩ này của ba con có thật quá sai lầm không thầy? Xin thầy giúp cho. Is your dad here? Xin thưa đại chúng, sống ở đời thì mỗi người một quan niệm. Người theo Phật thì tin rằng có nhân quả tội phước. Người không tin Phật thì người, thí dụ người ta đạo Chúa thì ta tin có Thượng Đế sắp đặt. Còn người không tin đạo gì thì người ta tin có ông trời. Thì thôi bây giờ mỗi người mỗi một cách nghĩ, miễn làm sao người ta nghĩ rằng có ông nào đó. Thí dụ bây giờ người ta còn tin có trời, có Phật, thí dụ vậy đi, thì người ta cũng còn tránh tội làm phước còn hơn kẻ không tin gì hết. Cho nên hồi xưa có câu á, thà chấp có như núi Tu Di, đỡ hơn chấp không bằng đầu ngọn cỏ. Thà là chấp đi, chấp có tội, có phước, có thiện, có ác, có lành, có dữ, để rồi còn tránh cái này né cái kia,
Còn mà chấp là không có gì hết thì cái người này sống nguy hiểm lắm. Sống mà không có còn đạo đức, không có còn cái gì hết. Không thì nó có hai dạng chấp. Mặc dù nó là chưa tốt, nó chưa có hoàn hảo, nhưng mà chấp còn có ông trời ban cho mình này, hưởng cho mình kia. Rồi ví dụ như làm gì cũng né ông trời một chút, phải không? Không có dám hết lòng làm thiệt. Rồi còn người mà chấp không có gì hết cũng nguy. Cho nên thôi bây giờ ba chấp ông trời còn đỡ hơn không chấp gì hết. Còn mình bây giờ mình Phật tử, mình hiểu Phật á, mình học Phật mình hiểu rồi, không có ông trời nào hết á. Hồi xưa cụ Nguyễn Du cũng nói nè, cụ nói là sao? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đó là cụ nói ông trời đó. Nhưng mà khi cụ hiểu đạo ra rồi, cụ nói là sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc, tịnh là giới quan. Cho nên tác phẩm của cụ Nguyễn Du á, từ cạn cho đến sâu, đầu tiên là cụ theo cái lý, cái thuyết định mệnh. Ông trời bắt mình phong trần, mình phải phong trần. Ông trời cho thành thanh cao thì mới được thanh cao. Nhưng khi cụ hiểu sâu sắc rồi, bây giờ cụ mới hóa ra, cụ hiểu ra rồi, có trời mà cũng có ta. Không có. Cho nên một cái bài sám khuyến tu, quý vị nhớ không? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia đã trổ, chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Cho nên đối với mình á, mình tin rằng không có ai cho. Cách đây một tuần có một chú đó, chú là ông chủ một cái cửa tiệm, thì có một cái người đó Philippines ở bên, từ bên bên Phi mới qua đi xin việc. Thì ổng mới nói, ổng mới chắp tay, ổng nói trời ơi tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi việc làm. Thì ông này mới, ông cười, ông nói tôi nói cho anh nghe, không có ông trời nào cho đâu, anh cho anh đó. Vì cái tiệm của tôi là đủ người hết rồi, cái tiệm của tôi không cần người. Nhưng mà tôi nói chuyện với anh và tôi thấy anh dễ thương, cho nên tôi nhận. Như vậy anh phải biết rằng chính anh đã làm cho anh dễ thương để tôi nhận anh, chứ không có cho ai cho đâu. Tôi cũng cho anh nữa, tôi không có cho việc anh đâu. Anh làm cho anh dễ thương để tôi nhận đó. Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà để cho đại chúng, nếu mình hiểu theo cái Phật, đó là tự mình làm cho mình được dễ thương. Thí dụ mình nói vậy nè, tôi buồn lắm, sao mà không ai thương, không ai thích tôi hết. Thì đôi khi mình cũng nhìn lại mình là lý do nào người ta không thích mình. Nói vậy đó. Thì thôi bây giờ á, bác có tin rằng có ông trời thôi cũng được, phải không? Có ông còn đỡ hơn không ông nào, có nguy hiểm. Ba mẹ con tin không tin sáu nẻo luân hồi rồi tái sinh, cho rằng chết là hết, không có gì là lo cả, trừ khi có bằng chứng việc tái sinh thì mới chịu tin, nhất là tái sinh xong sáu nẻo luân hồi. Khi nghe vậy con liền nêu ra bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, sau khi chết vì tạo nghiệp ác lúc còn sống nên bị đọa xuống địa ngục, ngài phải đi cứu mẹ. Nhưng ba mẹ con cũng vẫn không tin và cho rằng đó chỉ là phim truyện, không có thật. Nếu chuyện này có thật, đời này mình không làm chuyện ác thì đâu cần phải sợ đọa xuống địa ngục. Còn nữa, nếu thật sự có việc tái sinh thì lại tại sao mình không nhớ lúc trước mình là ai, vì đã làm gì? Xin thầy giúp cho ba mẹ con hiểu. Cần chi hiểu nữa, ba mẹ hiểu kiểu này rồi hiểu kiểu nào nữa giờ. Hiểu kiểu này rồi. Pháp Hòa xin thưa đại chúng như thế này, không có ai bắt buộc ai phải tin bất cứ cái gì. Đạo lý nhân quả, đạo lý luân hồi, bất cứ đạo lý gì, và những cái điều này không phải do đạo Phật sáng chế, mà nó là một lẽ thật trong đời. Đức Phật là người ngồi thiền, ngồi định để thấy ra được những cái đạo lý đó, và Đức Phật nói cho ta biết. Tin hay không đó là quyền của mình, chứ Phật không có đặt ra cái điều này. Phật không tạo ra sáu nẻo luân hồi, Phật cũng không tạo ra thuyết tái sinh. Nhưng mà Phật là người thấy rõ. Pháp Hòa nói ví dụ nè, cái đống giấy này sau khi mà hôm nay mình dùng xong,
mình đem mình bỏ vô trong cái thùng recycle, thì người ta sẽ đem cái đống giấy này ta làm gì? Người ta tái sinh nó lại để trở thành những cái tờ giấy khác. Cái nước mình uống trong cái city của mình là có phải là nước tái sinh không? Bao nhiêu cống rãnh nó ra cái nguồn gốc hết, rồi bao nhiêu người ta mới đưa qua bao nhiêu cái máy lọc, rồi nó lọc trở lại, nó đưa vô trong cái nước trong city mình dùng lại. Như vậy thì cái nước mình dùng là nước lọc lại của cái kia. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là bất cấu bất tịnh. Chẳng dĩ mình, sở dĩ mình kêu sạch là nó sạch trước mắt mình thôi, chứ thật sự cái sạch này nó từ cái gì? Nó từ cái dơ. Hiểu ý mà nói không? Rồi giờ bất tăng bất giảm nè, hớp ly nước vô đây thì cái ly này nó giảm mà trong này nó tăng. Như vậy thì trong cuộc đời này á, tăng chỗ này nó giảm chỗ kia, mà giảm chỗ này nó tăng chỗ nọ, thì có cái gì thật giảm mà thật tăng đâu. Cho nên gọi là bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Thấy rõ không? Bây giờ anh không tin tội phước phải không? Cũng là đồng thời sanh một con chó. Mà tại sao con chó Mỹ nó sướng hơn con chó ở bên mấy cái nước nghèo? Như vậy thì nó cũng là cái nghiệp súc sinh, mà súc sinh còn có chút phước. Tại sao cũng cùng qua nước Mỹ mà một người làm ăn nên, còn người không có việc làm? Đó, cái đó thật sự không ai biểu bắt mình phải tin gì hết. Nhưng mà rõ ràng không có ai ban. Mình tự mình, hễ mà anh biết dụng cái phước của anh thì phước anh nó tăng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình có cái lỗ tai là có cái phước gì? Có lỗ tai là lành lặn để nghe. Nhưng biết dụng cái phước này để nghe điều lành không? Để cái phước này nó tăng nữa. Còn nghe tầm bậy bà riết, nhét lỗ tai mà nghe rầm 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 riết nó lãng tai chết rồi. Đó, có cái phước mà không biết dụng thì phước nó giảm. Có con mắt là để đọc sách, để coi phim, mà phải coi trong ánh sáng, coi cho đàng hoàng. Tắt đèn mà cứ chùm mền mà cứ chơi riết thì mắt nó hư. Như vậy rõ ràng có cái phước có con mắt, có cái phước có cái iPad, mà không biết dụng cái phước đó thì mắt mình nó giảm, sức khỏe mình nó giảm, tổn cái phước. Cho nên tổn nghĩa là tự mình làm cho mình giảm đi cái phước đó, chứ không có gì hết. Như vậy thì không ai bắt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ cái người đó không tin nhân quả, ok, không sao hết. Nhưng mà họ đang sống trong nhân quả, họ vẫn sống trong nhân quả, họ không thoát được. Rõ ràng anh ăn trộm thì thế nào rồi thì cảnh sát cũng sẽ bắt anh, mà bắt anh vô tù là quả. Anh lường gạt người ta được một lần chứ anh đâu lường gạt người ta cả đời được. Hai lần ba lần trước sau cũng bị bắt. Đó, anh không tin nhân quả nhưng mà anh vẫn phải sống trong nhân quả, mà sống hàng ngày. Anh lấy cái máy cắt cỏ ra anh cắt cho nó sạch, vậy mà lát anh lấy nước ra anh tưới cho nhân nó xanh tiếp. Rồi khi cái quả nó mọc anh lấy đồ anh ủi. Anh vẫn sống trong nhân quả. Anh ăn vô miếng là anh tạo nhân, lát nó thành ra phân bón rồi anh cần phải đi giải, thì cái chuyện nhân quả đó mỗi ngày. Mình không tin nhưng mà nhân quả mình vẫn cứ phải sống trong nhân quả. Anh không tin tái sinh phải không? Anh tái sinh mỗi ngày. Anh tắm, anh kỳ cọ đất, rồi đất lại đào thải ra, rồi anh chạy bộ, anh làm việc, mồ hôi nó sinh, bao nhiêu cái tế bào dơ nó ra, rồi anh ăn uống để tạo bao nhiêu cái tế bào tốt trong người anh. Đó, anh vẫn đang tái sinh mỗi ngày mà anh đâu có biết. Nếu mà cái tế bào dơ trong người mà nó ở hoài là chết. Cho nên mỗi ngày phải đào thải tế bào dơ ra, ăn uống để cho những cái uống thuốc hay cái gì để cho những tế bào khác nó sanh và nó sống. Mình nhân quả mỗi ngày mà mình không biết. Mình tái sinh mỗi ngày mình không hay. Còn sáu nẻo luân hồi. Sáng ra vui vẻ là cõi trời, ra mất đôi dép là Atula. Đó, bây giờ ngồi đây là cười là đang ở cõi trời, ngang lát là trời ơi trời, đôi dép tôi mất tiêu rồi. Cho nên đâu có nói là cần phải chết mới đợi tái sinh. Hằng ngày mình vẫn tái sinh, hằng ngày vẫn tái sinh, từ cõi trời xuống địa ngục, xuống Atula, xuống ngạ quỷ bình thường. Hai vợ chồng đang ăn cơm ngon lành vậy đó, tự nhiên đem chuyện hàng xóm ra nói, hồi cãi hất mâm cơm xuống đất. Atula rõ ràng. Đâu có cần phải chết mới được tái sinh, đâu có cần phải luân hồi. Đầy, hằng ngày vẫn luân hồi sanh tử mà mình không biết tới chết. Có phải không? Cho nên hỏi trời ở đâu? Thiên, thính, tịch, vô âm. Trời á, nghe tiếng không có. Thương thương, hà sứ tầm, tìm ở đâu? Thiên, thính, tịch, vô âm, thương thương, hà sứ tầm.
vô cao, diệt phi diễn, không xa cũng không cao, đô chỉ tại nhân tâm. Trời ngay lòng mình nè. Hỏi cõi trời làm bằng cái gì? Làm bằng thập thiện nghiệp đạo. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời rủa xả, không nói lời dụ dỗ. Ý bớt tham, bớt sân, bớt si. Người sống 10 nghiệp lành như vậy là ở cõi trời. Còn ngược lại cái đó là ở địa ngục. Sống mà danh dật là ngạ quỷ, giận dữ tối ngày là Atula. Còn đối xử với nhau trăm năm trong cõi người ta, phải không? Mình sống á, người cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Sống mà đối xử có tình người, có đạo đức, có hiếu trung, đó là cõi người. Như vậy lục đạo luân hồi không phải đợi chết, mà ngay trong cõi đời này mỗi ngày chúng ta vẫn luân hồi đầy đủ. Không tin nhân quả, không tin luân hồi, that's okay, you still there. Không sao hết. Ủa sao mấy câu này giống nhau vậy? Thầy từ Canada qua Texas rồi đến thành phố Austin, Dallas. Nhưng sao thầy lại bỏ sót thành phố Houston của chúng con? This is not a question. This is a complaint. Thầy có biết rằng biết bao nhiêu Phật tử đang mong mỏi thiết tha chờ đợi thầy về Houston để thuyết pháp không? Trời, y như là thơ tình. Này, cái câu này mới nè. Còn nữa, mấy hôm nay lại có tin rằng thầy Pháp Hòa bây giờ sức khỏe rất là yếu kém. Thầy đi đâu cũng phải mang theo bình oxygen. Oh my God. Cho nên thầy đi xa thuyết pháp không được. Bây giờ nghe biết tin thầy đang ở Austin, vậy xin thầy giải thích chuyện này cho những ai đã loan tin này có cần phải lên sám hối không? Con xin thầy hoan hỷ cho Phật tử Houston được biết ngày nào thầy về được Houston để ban cho chúng con một thời pháp mang lại sự an lạc và nụ cười cho chúng con. Chúng con xin thành tâm kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm. Anh ơi nếu mộng, thầy ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua cái thêm cái tích kịch tháng sau thầy về. Ôi cha, cái chuyện mà đồn thầy Pháp Hòa bệnh là còn chuyện nhỏ. Đồn thầy Pháp Hòa chết nữa kìa. Cách đây khoảng hơn một năm, có một buổi sáng đó thì Pháp Hòa nhận một cái phone từ Vũng Tàu, Việt Nam, của một sư cô gọi. Nói xin thầy cho con được biết thầy Pháp Hòa có nhà không. Pháp Hòa mới nói dạ em đây. Cô mới nói trời ơi, vậy mà huynh đệ tụi con, tức huynh đệ có là mấy sư cô với nhau, nãy giờ tụi con bàng hoàng xốn xao vì nghe tin thầy Pháp Hòa vừa chết. Tụi con tiếc vô cùng, một vị thầy trẻ mà có tâm với đạo mà sao chết sớm. Cho nên tụi con định phone qua chùa chia buồn và xác nhận. Thôi giờ con biết thầy còn đang nói chuyện với con mừng. Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa còn đang thở. Rồi đó một, cứ lâu lâu mà thật sự tin đồn bệnh á, thì không cần phải đồn gì, bệnh thiệt. Nãy giờ quý vị thấy mà khó chịu, bệnh thiệt. Cái bao tử từ chiều giờ nó không khỏe. Nhưng mà lên đến đây rồi nó giống như bà nhập vậy đó. Quên hết trơn. Cho nên mình sống ở đời nó có nhiều cái lực. Sức lực, Phật lực, tâm lực, pháp lực, tăng lực. Sức lực là mình đem cái sức mình ra mình làm. Nhưng cái đó mình làm mà mình thiếu những cái lực kia là có ngày mình kiệt lực. Sức lực là một việc, tâm lực quan trọng, Phật lực quan trọng, pháp lực quan trọng.
đại chúng đông đảo tự nhiên trở thành một tăng lực trợ duyên cho Pháp Hòa. Thật sự lúc lên đây cũng rầu lắm, không biết nói gì. Nhưng mà nhờ mấy ngày nay ai cũng khen mình phát tướng, cho nên lên đây mới nhớ câu, nhớ cái chuyện gọi là ngũ chủng thiện căn phát tướng để nói chuyện. Quý hiểu ý bà nói ha. Thành nữ ra thôi, không có sao. Đồn bệnh là cũng thương chứ đâu có gì đâu phải sám hối, phải không? Cho nên á, Pháp Hòa xin thưa đại chúng như thế này nè. Có nhiều Phật tử thương, nói trời ơi lúc này thầy nổi tiếng quá. Pháp Hòa nói dạ mô Phật, Pháp Hòa không có ham đâu. Đừng mang tiếng là Pháp Hòa mừng rồi. Vì ở đời mà cây cao thì gió càng cao, cho nên đừng mang tiếng là Pháp Hòa A-di-đà Phật rồi. Không ham nổi tiếng. Cho quý vị có thương thì để lòng, thì biết vậy thôi được rồi. Chứ còn bây giờ mình không có cần chi mà phải đính chánh gì hết trơn á. Vì cũng từ cái quan tâm mà thật sự là không có khỏe. Quý vị thấy tướng tá tròn trịa mập mạp gì chứ thuốc không á. Thùng rỗng hay kêu to. Bánh xe bự đã hơi không chứ có gì tắm không. Hết giờ rồi. Thôi câu cuối này. Kính thưa thầy, trong các vị Bồ Tát chúng ta thường lễ lại như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, trong đó có danh vị Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, con kính xin thầy giải thích hình tượng và công năng của ngài. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta niệm Phật á, đến cái câu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái đó chúng ta gọi là gì biết không? Chúng ta gọi là biệt tướng Phật bảo. Tam bảo nó có ba tướng: biệt tướng Phật bảo, tổng tướng của Phật bảo, biệt tướng Pháp bảo, tổng tướng Pháp bảo, biệt tướng Tăng bảo, tổng tướng của Tăng bảo. Ví dụ nha, Nam Mô Di Đà Phật là biệt hay là tổng? Biệt tướng có nghĩa là nó riêng biệt một danh vị của một Đức Phật. Nhưng khi nói chung nè, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật Bảo, đó là tổng tướng Phật Bảo. Hiểu ý không? Rồi khi Pháp Hòa nói Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì là gì? Biệt tướng Pháp Bảo, vì nói riêng một quyển kinh Pháp Hoa thôi. Rồi khi Pháp Hòa nói nè Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp, đó là tổng tướng của Pháp Bảo. Pháp Hòa nói Nam Mô Maha Ca Diếp Tôn Giả là tổng tướng của Tăng Bảo. Còn khi Pháp Hòa nói Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát là tổng tướng của Tăng Bảo. Như vậy thì Thanh Tịnh Đại Hải chúng không phải là tên của một người, mà bởi vì Phật bởi vì Bồ Tát quá nhiều mình nói không có hết. Cho nên bây giờ mình niệm một câu tổng kết lại là chúng con kính lại chư vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển. Hiểu ý chưa? Thanh tịnh là trong sạch, đại hải là rộng lớn như biển, chúng là số nhiều. Các vị Bồ Tát đông nhiều như biển lớn và rất thanh tịnh, gọi là thanh tịnh đại hải chúng, chứ không phải là tên của một người, mà có hình tướng, có công hạnh. Mà khi chúng ta tụng kinh á, lúc nào cũng có những câu như vậy. Thí dụ như cái phần cúng ngọ nè, quý vị ở đây có cúng ngọ không? Có cúng trưa đó, niệm ha. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật là gì nè? Tổng tướng Phật Bảo. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp là tổng tướng Pháp Bảo. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng là tổng tướng của Tăng Bảo. Rồi bây giờ biệt tướng nè, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là biệt tướng Phật Bảo, Nam Mô Di Đà Phật là biệt tướng Phật Bảo, vân vân. Hiểu ý chưa? Như vậy thì khi chúng ta niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo thì câu đó là gì? Tổng tướng Tam Bảo, nói luôn cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Hiểu ý chưa? Rồi bây giờ khi nói là đại, đại có ba nghĩa. Chữ đại có ba nghĩa.
lớn kêu đại, nhiều kêu đại, hiếm có kêu đại. Bởi vì số nhiều phải không là đại, số nhiều là kêu đại đó, lớn quá kêu đại, rồi giờ nó rất là hiếm, đại, đặc biệt kêu đại. Cho nên những vị Bồ Tát này là những Bồ Tát đặc biệt, cực kỳ đông nhiều và rất thanh tịnh, đại hại chúng. Hết giờ, hết câu hỏi. Quý vị có mệt không? Có vui không? Rồi thôi tốt quá, chắp tay hồi hướng. Còn chịu nổi không? Bây giờ hát một câu vọng cổ theo yêu cầu nha. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con chồi lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã xớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sông, mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà. Vui vì con mình nay đã sợn sợ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ đời của mẹ, từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn nẻo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dịu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già túi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm cánh chày mẹ thức đủ giữa năm
Mẹ đã thức chi con cho đến ngày bông xê. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. A Di Đà Phật, đêm đã tàn, xương đã lạnh, già đã mệt, giờ đã hết, đại chúng cũng mòn mỏi. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Và trước khi dứt lời, một lần nữa xin tri ơn quý sư cô, trụ xứ tại chùa Linh Sơn, Austin, quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo, cũng như toàn thể quý cô chú, toàn thể đại chúng xa gần đã thương và đến với Pháp Hòa tối hôm nay. Dù là ngày thường, nhưng quý vị đã đến bằng cả một tấm lòng thương mến Pháp Hòa, cũng như muốn cùng nhau trao đổi Phật Pháp. Tất cả tấm lòng này Pháp Hòa xin ghi nhận và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học, sở nguyện tùy tâm mãn nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều trở thành Phật.